Có chị nào xem chưa? Còn kem trắng nâu chị. Hả? Kem trắng nâu. Kem trắng nâu à? Lên bộ cánh tiên. Có lên bộ cánh tiên luôn. Hello các bác. Em không biết là chị nào đang xem chưa ta. Trời ơi, nhiều cái hay ho dã man. Em có đợi chị ơi. Tại vì là hôm nay còn ít hàng lông cơm ấy. Em sẽ là lên xả nốt cho các chị nha. Giá rẻ cục. Giá rất là rẻ. Em có thấy chị Minh Ngọc ở đây. Hôm nay là lên sớm thôi các chị ơi. Lên sớm cho em mình nghỉ sớm vậy. Còn tối là lên sớm hơn. Tại vì tối nay rất nhiều đồ đẹp. Em có thấy chị Lý Rùa nhận khẩu trang với áo nhà chị rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị cô gái tóc xù nhá. Thật ra đấy là khẩu trang là bán chân mọi người là chính ấy chứ, đúng không? Bây giờ khẩu trang tăng lắm, em cũng không có khẩu trang. Còn bao nhiêu là em để em dùng hết ấy, để nhà dùng, tại vì là hay đi lấy hàng ấy, cứ phải đi ra ngoài đường hai cái, lúc về là vứt đi hai cái. Nói chung bình quân nếu mà một ngày ra ngoài đường 4 lần thì phải mất 80 khẩu trang đó. Em lâm ra là còn độ tầm một thùng nữa, nhà em sẽ là cất để dùng nhá. Nhà em có được kiểm tra hàng mà, quần jean bữa chị đang có luôn, bộ em mặc cưng quá. Bộ em này có lên nhá cả nhà, em còn màu nâu còn ít, màu nâu này còn ít thôi. Em chào chị Lâm. Hello các chị, bây giờ em sẽ bắt đầu lên luôn, vào cuộc luôn và chia cho mọi người ngày hôm nay nhá. Chị nào mà không xem, ôi dồi ôi, tiếc cực kỳ. Tại vì những cái mã này tối em sẽ không lên, tại vì là ưu tiên các chị mua buổi chiều. Tại vì buổi chiều là những chị nào mà rảnh là ưu tiên nhá. Cả nhà hàng rất rẻ mà đẹp các chị ơi, nhanh tay. Hôm nay mọi người phải nhanh tay nhá, siêu phẩm. Đấy, ok dạ. Rồi, em đợi các chị vào đông đủ một chút là cho em xin một nút tương tác nhá cả nhà ơi. Em gọi là chị Thơ. Để chị em mình bắt đầu lên nhá cả nhà. Thực ra là bên em không đồng kiểm hàng, nhưng mà nếu khách hàng có nhu cầu kiểm tra hàng, bên em vẫn cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận. Cho chị một cái bộ mới đi, bộ màu nâu ở trên đi. Em gọi là chị Trang Tuấn, bộ mới nhá. Nhưng mà em chỉ là, đấy là đấy, công nó mới bưng vào. Ta nói với chị này, một bộ nguyên em, một bộ nguyên hàng đi, bọc giấy đi. Siêu phẩm ạ, chị nhà hàng rồi chắc đẹp lắm. Bắc Giang thì bên em không ship nha mọi người. Tại vì là nhiều chị bảo là chỗ chị bưu tá vẫn giao hàng được, nhưng mà thông cảm cho em là Bắc Giang bên em không ship nha cả nhà ơi. Cho chị màu nâu cho cầm cho rõ đi. Siêu phẩm tối nay. Ôi tối nay có một cái mã này mà em tâm đắc, em đợi hàng phải đến nửa tháng các chị. Đợi hàng đến nửa tháng. Đây siêu phẩm này đẹp vô cùng. Trời ơi, mà giá nó hạt me chứ các chị ơi, giá nó rẻ chứ. Trời ơi siêu phẩm. Nhưng mà bộ này tối mới đến, có nghĩa là tối mới like các chị nhá. Cho chị các chị hóng trước đi. Đấy, chị em mình review trước nhá. Đấy, được chưa? Ôi trời ơi, em mở hàng ra mà em bảo sao nó đẹp như thế này. Trời đất ơi, mà có ít. Trời đất ơi, hơn mấy chục bộ thôi. Này, các chị đeo VIP chưa? Em ơi này, eo. Ôi dồi. Này các chị eo nhìn cái quả quần này. Ta nói gọi là chất như nước cất. Nhưng mà bộ này tối em mới lên nhá cả nhà. Tối lên bộ này mà mỗi một cái bộ đồ ấy chị này, hàng Quảng Châu xịn nó phải như thế này rồi chưa. Kèm túi này, túi sách như đi chợ nhá. Túi này được mua cái bộ đồ về nhá, được cả cái túi sách đi chợ luôn. Có cả giấy bọc, ui nó cẩn thận lắm các bác ơi này. Eo ơi mà rẻ lắm nhá, rẻ hạt me này. À, cầm cái túi đi chợ sướng không? Tung tăng đi chợ rồi. Nhưng mà tối nhá, mở ra gấp cho chị bác. À, linh bộ của nó như này nhưng mà tối em mới lên. Bây giờ không có lên nha. Đây là tối nào chị nào đón được thì mình sẽ chờ, mình sẽ săn bắt đầu em lên. Lên hàng chân cho mọi người trước nhá. Đây là gì rồi nhỉ? Suy nghĩ lại em đi. Đây là gì bây giờ chứ, là bây giờ các chị muốn lên cái gì trước? Bộ em mặc đi luôn không? Từ em lên cho các chị một mã chiên đã. Từ từ, cứ từ từ nha. Đây đó này, máu luôn. Con này chơi máu luôn các chị đầu này. Thấy chưa? Con này là con phong thái của em cả nhà ơi. Con này là con phong thái ạ. Một cái mã phong thái mà các chị biết rồi đúng không? Hàng này được chưa, em đang bán là hơn 100, 101, 102. Bây giờ em, nói chung là bây giờ em bán chiên đầu này. Còn mấy cái em tặng cho các chị nốt con áo này 25.000, được chưa ạ? Comment cho em là sẽ là phong 25 và kèm số điện thoại phong thái. Không thì lên cho em mã này là tặng tặng 23 đi. 25.000 đồng tặng 23 phong thái nhá. Có màu hồng và sẽ có màu xanh, 25.000 đồng. Phong này là phong thái, em đang bán là 100.
49.000, em tặng các chị đầu like còn ít. Em tặng các chị 25.000 lấy lộc. Đấy, nên là mọi người ơi chia sẻ livestream giúp em nhá. Phong Thái á, comment cho em là tặng 23. Tặng 23 và kèm số điện thoại cho em. 25.000 một áo này. Trời ơi. Phong Thái á chị ơi, Phong Thái Lan ấy. Mà hàng nó hot hot ấy, cái hàng này toàn hơn 100 ấy. Hàng này em nhập vào đã hơn 100 rồi, 101, 102 rồi. Em bán tặng các chị là 25.000 lấy lộc đầu like nhá. Comment cho em sẽ là tặng 23 và nhớ là phải có nút chia sẻ mới có đơn mã này. Em có hai màu để các chị lựa là màu xanh và màu hồng. Em tặng các chị với giá bao tiền? 25.000 đồng. Quá rẻ, quá đẹp, quá chất. Ok chưa? Comment cho em là tặng 23, đẹp lắm. Phong này các chị từ 40 cân này đến cho em là 60-65 cân mình chốt đơn. 25.000 đồng ạ. Đẹp từ trong ra ngoài nhá. 100% là hàng cotton. Đấy, không ai bán cái phong này cho cả nhà 25.000 đồng đâu. Ok chưa? Comment cho em sẽ là gì đây? Tặng 23 và kèm số điện thoại. Quá đẹp, quá sang, quá xịn sò cho em như thế này. Nhớ cho em là lên đúng mã và kèm số nha cả nhà ơi. Quá rẻ rồi, qua mẫu luôn. 25.000 em có từng chỗ đây thôi. Bác nào bấm được thì mình chốt. Sướng nha, chị nào mà mua được thì mình quá là sướng luôn. Rồi lên set em mặc luôn à. Set em mặc có ít nhá. Cho chị xin mã luôn đây, có màu đi. Set em mặc sẽ có màu nâu thôi. Bây giờ chỉ còn màu nâu, màu kem và màu đen. Set em mặc sẽ là S5. Và set này các chị chốt cho em là từ 40 cân. Hết đen rồi. Set em mặc sẽ là S5 nhá. Nâu còn 5 bộ, trắng còn 1 bộ, kem còn 3 bộ, đen còn 1 bộ. Set em mặc sẽ là S5. Nguyên một set đẹp như thế này. Được chưa? Set này các chị từ 40 cân đến 65 cân em nhận đơn và giá là 129.000 một set. 129 ạ, comment cho em là S5 nhá. Em đang mặc là nâu. Màu này chốt cho em này là kem. Màu này chốt cho em là trắng ạ. Em cảm ơn chị Tân Tân đã gửi em sao. Và màu này mình chốt cho em là đen. Với giá cho cả nhà bao tiền ạ? 129.000, form đến tầm 65 cân vừa. Chị nào bầu bí von trend thoải mái, chất vải mềm, đẹp mát. 129.000, nguyên cả set đang mặc. Comment cho em là S5 và kèm số điện thoại cho em nhé. 129 ạ. Em có màu kem, màu trắng, màu đen và màu em mặc sẽ là màu nâu. Set là em không về hàng nữa. Màu nâu thì được 5 set. Set em mặc đó là 5. Đấy, chị nhận quần chip nam rồi, đẹp quá. Em cảm ơn chị Thảo ạ. Set em mặc sẽ là màu nâu này. Màu này mình chốt cho em là màu kem. Màu này mình chốt cho em là trắng ạ. Và màu này mình chốt cho em là đen. Hết đen còn một set không em? Đen còn một set, hết hàng nhá. Hết đen này. Bây giờ em chỉ còn trắng thôi. Trắng còn mấy bộ? Còn 3, 4 bộ. Trắng còn 3 bộ, 4 bộ gì đấy. Kem còn không? Kem còn 5-6 bộ. Nói nói chung là nó còn ít lắm. Hết đen rồi nhá cả nhà ơi. Đây, 129.000 cả bộ đồ. Không ai bán cho các chị giá này đâu. Form to đẹp đúng không? Chất cực kỳ là xì. Rồi S5 em xin phép qua mẫu luôn các chị ơi, mã này hết hàng. Hết hàng nhá, đẹp lắm. Cái vải của nó mát rồi, các chị nhìn cái hàng này. Trời ơi, 129.000 đồng một set. Comment cho em là S5. 129 em qua mẫu hết hàng em ơi. Cảm ơn chị ơi, hết hàng nhá cả nhà ơi. Ủa ơi, con áo này em bị hoàn bè A cay các chị. A cay thật sự, A416 ạ. Lên áo này cho em là A416. Con này hôm nay em xả lỗ cả nhà luôn, đẹp cực kỳ. A416 em sẽ có men này. Màu này mình chốt cho em là xanh màu vàng này. Đây, mong chị cho mình A416 nhá. Hàng trăm mấy, hôm nay em bán tặng hết cho các chị con áo này luôn. Chị nào bấm nhanh thì có đơn. A416 ạ. Em muốn đặt thêm quần shop inbox. Vâng, chị cứ inbox giúp em được không? Shop bò em đăng thì tối em sẽ lên nhá cả nhà ơi. Bây giờ chưa có hàng ở đây. Ui, cả set bò nữa cơ. Trời ơi, chị nhận được hàng vừa rẻ vừa đẹp. Em cảm ơn chị Tú Anh nhá. Rồi, lên con này cho em là A416 hàng em à, chất đẹp lắm. Thôi còn ít nữa em thanh thì em tổng được tất cả cho các chị lỗ luôn. 59.000 đồng. A416 ạ. Em tặng các chị là 59.000 thôi nhá. Em có xanh, có vàng, có đen. Áo này các chị có từ 40 cân đến 60 cân. Dòng em ai này các chị biết rồi. Vải mềm mát sướng cực kỳ. 59k đầu like ạ. Những cái giá này quá là rẻ rồi. Bác nào mà không mua lại tiếc nhá. Chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp. Và nhìn các chị nhìn cái mát cho em này. 59.000 đồng tất cả họa tiết cho em là theo. Được chưa? A416 ạ. Mua cái dòng này về là nghiện. Và cái dòng này là dòng gạo cho em á. Chất của nó là chất gạo nhá. Hàng Quảng Châu đẹp luôn cho em như thế này. 59.000 đồng. A416 em còn rất là ít, còn từng đây. Đấy, em có vàng này, có xanh và có đen. Áo này xinh vô cùng. Form đẹp nhá. Và dòng của em là dòng chữ theo. Các chị nhìn chữ EMA đi. 59.000 đồng. Lên hộ em sẽ là A416 và kèm số cho em. Cho chị mấy cái set hoa người kia đi. Đẹp đúng không cả nhà? Em có mẫu nhá. Có từng đây thôi. Ít lắm, có mấy chiếc. Em là bán tặng cho các chị đầu like thôi. 59.000 đồng, vải mềm mát sướng.
Con menu em là A416 là có đơn. Rồi mã này em xin phép qua mẫu luôn nhé cả nhà. Set trắng em cứ để lại đi. Đen với kem, đen với kem gì gấp. Nâu với cũng gấp luôn. Set trắng này là đẹp đúng không? Ờ set trắng cứ gấp luôn đi. 59.000 quá rồi. Đấy, chất đẹp lắm, form vừa. A416 và kèm màu cho em nhá, 59.000. Ủa ơi, em lên cái set hoa thần thánh các bác ơi. Set này các chị đi F34 à. Set này mọi người đi mua ở ngoài ấy. Nhiều chị cứ bảo em là mua 140 một set. Em vừa bộ các chị giá rẻ nhá, cái màu này. Đấy, cái vải của nó rất là mát. Đấy, comment cho em set này là F34. Em tặng các chị nguyên set. Set này thì siêu đẹp. F34 và kèm số cho em bao gồm một con áo hoa xinh cực kỳ như thế này. Và một cái quần. Trời ơi, cái quần này. Set này em bao khách hàng đến tầm 65 cân chốt đơn ạ, nguyên một set ạ. 89.000. Rẻ chưa các chị? Rẻ mà đẹp nhá. Hàng xịn, hàng trong túi zip cao cấp ạ. 89.000 F34. Comment cho em là F34 và em phục vụ các chị là 89k một set đồ như thế này. F34 nhá các chị ơi, áo hoa này về mình mặc riêng cho em được. Áo hoa nhá, các chị về mặc riêng nó giống như kiểu em đang mặc á. Mặc thời tiết này mùa hè thì rất là mát, dòng này năm nay đang rất là chuộng. 89k một set đồ như thế này cho em, đến tầm các chị 65 nhá. Nếu mà không thì các chị tầm 63 cân mình cho đơn set này đến nhất cho em, hoặc 62 cân đi. F34 ạ, 89k một set này luôn. Đấy, comment cho em là F34 để em mặc cái áo cho các chị xem nhá. Đây. Cái áo nó mặc lên cũng rất là xinh cả nhà ơi, nguyên set. Trời ơi. Em bảo mặc cái áo này lên là hết hàng, tại vì áo này nếu mà bán riêng ấy, bán riêng áo này đã là bằng tiền cả bộ rồi đấy. Đây, cái áo nó mặc lên nó sẽ là như thế này. Được chưa? 89k một set đồ cho em xinh xỉu. Cái quần của nó cho em đây. Cái quần này mình mặc vào là lên form giống như cái quần sóc em đang mặc như thế này. 89.000 một set nhá. Comment cho em là F34, set này thì siêu xinh cả nhà, các chị thấy chưa? Form này và cái quần này mặc lên dáng cũng rất là đẹp luôn. 89k một set ạ. Lên đồ em sẽ là F34 nhá. Form đến tầm 62 cân trở về cho em nguyên set này. Xinh cực kỳ là xinh luôn, quần của nó là dạng quần như em đang mặc. Đấy, nhưng mà nó sẽ là ngắn hơn một chút như thế này. 89k một set nhá. Chị nào lấy set này mình chốt cho em là F34. Kèm số điện thoại để em mặc luôn nhá. Thôi để mặc luôn nhá, chị set này cho nó máu luôn đi. Ok chưa? F34 cho em. 89.000 F34. Nguyên một cái set xinh như thế này. 62 cân trở về ok cho em. Trời ơi, ai bảo set này nó có chị 89.000. Cho chị xin cái cục của nó đi. Nguyên túi cho em nhá cả nhà. Cái này là nguyên bọc này, được chưa? Hàng của nó là nguyên túi zip cao cấp như thế này cho em. Ok, chị Kỳ Đỗ có này. Chị Mai Nhi có ạ. 89k một set. Giá các chị mua lẻ còn rẻ hơn là giá đi buôn ấy. Chị Hồng Hạnh Nguyễn có luôn. Rồi chị Mít Thi có ạ. Chị nào lấy set này lên cho em là F34 nhá. Chị Tùng Chi có này, chị Nguyễn Huyền có ạ, 89.000, chị Hà My có ok. Vải mềm, vải mát, đẹp cực kỳ. Áo này các chị mặc giờ cũng xinh mà mình mặc nguyên set cho em cũng được. Đấy, 89.000 đồng cho em. Comment cho em là F34 và nguyên một bộ nhá. Nó sẽ nằm trong túi cao cấp như thế này. Vải của em là vải von này, mát mềm mịn sướng. Giá luôn là 89.000 đồng cho em một set. Comment cho em là F34 xinh không? Quá là xinh như thế này. Các chị mà thích mặc đằng nào cho em ok. Và giá là 89.000 đồng. Comment cho em là F34 nhá. Xinh lắm luôn. Mùa hè các thứ mặc cái này thì siêu mát. Rồi lên hộ em sẽ là F34 nhá. Kèm số điện thoại luôn cho em là được. Còn áo này hôm trước mình lên mã là áo này em còn mấy cái em tặng các chị nốt này. A250. Set nâu là 129.000 chị. Nhưng mà em hết rồi. Hết màu nâu rồi. Còn mỡ trắng thôi. Comment áo này cho em là A250 nhá. Em tặng các chị áo này 39.000. A250 ạ. Vừa bán vừa tặng và dòng nó là dòng kim sa. Còn mấy chiếc màu vàng. Em tặng nó 39.000 cho chị cái con kia. Màu vàng ấy. Còn mấy chiếc còn 20 cái. Áo ba lỗ phông to đi. Đó cái hình người ấy. Tặng cho các chị nó cả kéo giấy nhá. Tặng 5 cái gì ạ. Rồi A250 các chị nhá. A250 giúp em. Là em tặng các chị luôn áo này 39.000 đồng thôi. Chiên đầu like á. Tương tác nhá. 39.000 đồng A250. Lên hộ em là A250. Đẹp lắm, em còn từng đây thôi. Chị nào cố gắng là mình chốt được nhá. Rẻ mà đẹp nhờ. 39.000 đồng một con áo. Quá rẻ luôn. A250 em còn mấy chiếc em qua luôn này. Qua luôn nhá cả nhà ơi. Đây, lên con áo này giúp em. Con thể cũng còn có mấy cái. Bán không đủ bán ấy. Nói chung là còn ít lắm. Thì lên buổi chiều cho các chị. Q109. Q109 em vẫn đang còn. Ôi, đẹp chưa các chị. Rồi lên con này cho em nhá. Chi ân 1.
kèm số điện thoại cho em là được. Áo này vừa bán vừa tặng vừa chân cho các chị áo này luôn. 35 cành, 35 cành con áo này. Con áo này chất co giãn là mình chốt đến tầm 62 cân, mình chốt đơn cho em nhá. 35 cành ạ. Comment áo này cho em sẽ là tri ân 1. Đúng mã tri ân luôn, giá này ít nhất cho em thường ấy. Thường con áo này ở ngoài ít nhất mình phải mua ít nhất cho em nhá. Thường ít nhất là phải 80.000. Nếu mà bèo nhá, cái này các chị ra shop mua phải 80.000, em phục vụ các chị 35.000. Tri ân 1 và kèm số, con này em có tầm 20 cái đấy. Chắc là tầm 20 cái nhá cả nhà. Tri ân 1 giúp em là có đơn ạ. 39k con áo này, em tầm 20 cái nhá. Rồi, chị nào có chia sẻ có đơn nhá, lưu ý cho em những cái mã tri ân này nè. Là em là trợ giá cho mọi người đấy. Bình thường không ai bán giá này đâu. Nhập vào đã là 60.000 rồi. Dạ. Giá này là giá xả lỗ đấy, giá tri ân nhá. Nên là đổi lại tương tác với mọi người cho em xin nút chia sẻ nhá. Chị Chút Mùi có này, chị Mai Ly có, chị Tuyết Phạm có này. 35.000 đồng một áo. Lên cho em mã là tri ân 1 cho em là có đơn. Vừa bán vừa tặng vừa chân với chị chỗ đây. 35k nhá. Đi kèm đơn quần áo cho em thì càng tốt ạ. Các chị thích lấy mấy cái được. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Tùy mọi người còn hàng là còn bán. Ok chưa? 35.000 đồng. Hôm nay hộ em sẽ là tri ân 1. Kèm số giúp em là có đơn. Cái này còn mỗi màu đen à. Áo này là mã bao nhiêu em? Áo này em còn mỗi màu đen, em tặng cho chị nốt này. A195. Lên áo này cho em là A195 nhá. Áo tay hến như thế này này. Em tặng cho chị nốt áo này đi. Rồi A195 còn mấy chiếc tặng nốt 69.000. A195 duy nhất cho em màu đen nhá. Cái này còn mỗi màu đen. Em tặng nốt cho chị là 69.000 đồng đi. A195 cho chị áo con hổ đi. A195 nhá, 69.000 ạ. Em còn mỗi màu đen thôi. Áo tay hến á, 69.000 đồng nốt, đẹp. Form đẹp, chất đẹp ạ. Chị nào nhận được áo này nhà em chưa? Đơn giản dễ mặc. Được chưa các chị? Vừa bán vừa kỷ niệm với chị luôn nhá. Đẹp chưa? Em còn mấy cái thôi. Phục vụ các chị 69.000. A195 giúp em nhá. Mấy cái làm vặt này tặng nốt đi. 69.000 đồng A195, tay của nó là tay hến như thế này. Đằng sau nhá. Ui mặc cái quần này. Tự nhiên mặc cái quần này cũng hợp các bác. Cái quần trong cái set ấy, tự nhiên mình mặc áo gì cũng hợp là sao ta. Rồi, A195 cho em nhá. Đúng không? Thế thôi, cứ A195 nhập vào đấy cũng được. Sao đây chị em cái này đi. Cái này còn mấy cái. Vườn sau hàng về dán tem thôi nhá. Cái áo mà có cái dây xích ấy. Cái áo dây xích này là mã bao nhiêu em? Ok, comment hộ em sẽ là A195 là được. Đồ nam em không chị ơi? Đồ nam em à có chứ, quên. Thì em lên đồ nam nhá. Cái này còn 2 cái em xả lỗ được các chị con áo này. A353 đi, áo loang. Áo loang cao cấp. Comment cho em là A353 nhá. Con này còn mấy cái em phục vụ các chị nốt giá rẻ này. A353 nhá, còn 2 chiếc. Tặng các chị nốt áo này 79.000 đi. A353. Comment hộ em sẽ là A353 nhá. Em phục vụ các chị là 79.000. Loang phong to dáng rộng như thế này. Comment hộ em sẽ là A353. Cho chị cái này đi. Bao nhiêu? A353 và kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi phục vụ các chị 79.000. Lên hộ em sẽ là A353 dùm em là được. 79k nhá. Cả nhà em còn mỗi màu này thôi cả nhà ơi. Đấy, em còn mỗi màu này thôi nhá. 79.000 đồng còn mỗi chiếc. Còn 2 chiếc thì em tặng các chị nốt. Hàng này của em là 130. Hàng 130 em tặng các chị luôn là 79.000 nhá. A373 giúp em là có đơn. Vừa bán vừa tặng các chị là 79.000 đồng. A353 nhá. Comment hộ em là có đơn nhá. Áo vàng này sẽ lên đi. Vừa bán vừa tặng các chị luôn con áo vàng này. Xinh cực kỳ. Áo vàng này nó sẽ là dòng đá này nhá. Nhưng mà có nít lắm. Cái dây xích này mình thích mặc cũng được. Hoặc không thì mình tháo đi rồi cho em được. Ok chưa? Không có thấy mã à? Áo này em sẽ có màu vàng. Ok chưa cả nhà ơi? Em có màu vàng, màu đen, màu kem, màu đỏ, màu hồng. Ok chưa? Áo này mình lên cho em là tặng 24 nhá. Gì? Lên áo này hộ em sẽ là A125 giúp em là được này. Em sẽ có màu vàng, có màu đen, màu kem, màu đỏ, màu hồng. 69.000. A125 69.000 đồng. Kèm dây xích. Dây xích mình thích thì mình mặc vô, không thì mình tháo rời cho em được. 69.000 nhá. A125. Lên hộ em áo này là A125. Số lượng rất ít, 69.000 đồng. Chất đẹp cực kỳ luôn. Áo này là em đang
trợ giá vào cho cả nhà đấy. Giá giá này là giá trợ giá rồi nhá. Giá rất là rẻ rồi đấy. Để lại chữ tương tác thôi. Đây, A125 và kèm màu giúp em. Em sẽ có màu vàng, màu hồng, màu kem, màu đỏ, màu trắng ạ. 69.000 nhá. Áo này hết hàng. Còn ít em tặng nốt cho cả nhà là 69.000 đồng thôi. Trắng anh không có hàng đâu. Nó sẽ là cột eo ở đây cho em này. Cái nơ của nó sẽ là đan nơ như thế này. 65 con em chốt đơn áo này nhá. 69.000 đồng. A125 em sẽ có vàng. Màu này mình chốt cho em là trắng này. A125 mình chốt cho em là màu đỏ. Ok chưa các chị? 69.000. Chất của nó là dòng chất zip ạ. Đơn tới qua nhà em đi hàng nhá. Gọi điện chốt đơn là đi hàng rồi. Màu này mình chốt cho em là màu hồng. Màu này mình chốt cho em là màu kem. Đấy, ok chưa? Màu kem ạ. Thật sự là nhiều mã nó bị hết hàng đấy các chị. Không phải là chốt đầy đủ, nhà em cũng muốn chốt đầy đủ cho các bác, nhưng mà nhiều mã nó hết hàng, không có về hàng mà các chị bây giờ là dịch như thế. Rồi A125 và kèm số cho em nhá. 69.000 đẹp nhá. Cái này là cái tắp đá cho em này. Ở đây có đính đá cho em nhá. Đấy, 69k. Rồi mã này em hết qua mẫu luôn. 69.000 đồng cho chị áo kem dấu hổ đi. Quá hẹp luôn. 69.000 nhá. Lên hộ em sẽ là 125. Hết rồi đấy chị, con này hết hàng. Không về nữa, chịu rồi. Thôi để em hết, không có về hàng nữa đâu. Ôi con này. Lên hộ em sẽ là tặng 6 nhá. Tặng 6 ạ, con áo giấy mát lịm luôn. Hôm qua chị bán tặng các chị có bao tiền nhỉ? Con này có 29.000 hay sao ấy, tặng 6. Em có màu nâu. Màu nâu, màu vàng và màu trắng nhá. Comment hộ em sẽ là tặng 6. 29.000 đồng mã tặng 6 ạ. Đồng cho em nhá. Cái này là dòng ống giấy á. Áo này là ống giấy á, mát mềm mịn sướng. Đấy, chị nào lấy con này mình chốt rồi em sẽ là tặng 6 á. Bộ em mặc đầu tiên là giá là 129.000. Tặng 6 cho em nhá. Em sẽ có màu kem này. Màu này mình chốt cho em là màu vàng này. Và em còn một màu nữa cho em là màu trắng á. Giá được các chị là 29.000 đồng áo giấy. Hay còn gọi nó là áo làm mát. Áo này nhìn mặc ở nhà nó rất là mềm. Mềm mát mịn sướng, mặc con đã thoải mái. Và kéo này mình đến tầm cho em là 65 cân vẫn ok. Màu trắng của nó là dạng đuôi tôm như thế này cho em nhá. Đấy, màu trắng cho em là dạng đuôi tôm. Và em phục vụ các chị với giá 29k đầu này. 29.000 đồng cho em nhá. Rồi lên cho em áo này là tặng 6 á. Màu đẹp, form đẹp, áo này gọi là áo làm mát. Nó mềm, nó mịn, nó mát từ trong ra ngoài nhá cả nhà ơi. Rồi em có màu nâu, em có màu vàng và em có màu trắng hàng của Rara. Chất mềm, chất đẹp kinh khủng luôn. Em cảm ơn chị Thu đã gửi em sao ạ. Comment cho em mã này là tặng 6 nhá. Em vừa mua các chị là 29k một áo giấy. Áo này thì siêu mát, siêu mềm, siêu sướng. Mình cứ từ 40 cân đến tầm cho em là 60-65 cân mình chốt đơn. Và em vừa mua các chị là 29k. 29k một áo á, nó mềm, nó mịn, nó mát từ trong ra ngoài. Form mặc lên thì nó quá là đẹp và quá là sang. 29.000 đồng nhá. Cứ lên đúng hộ em là tặng 6. Kèm màu cho em là có đơn. Đẹp, form mềm xịn xó chị ơi. Mà có giá 29.000 đồng quá rẻ. Thật sự giá này bao rẻ cho các chị luôn. Lên hộ em sẽ là tặng 6 cho em nhá. 29.000 đồng. Cái này có mẫu chưa? Bác nào lấy tặng 6 thì mình chốt hộ em là tặng 6 nhá. Em sẽ thử sang màu vàng này. Em lấy màu nào cũng đẹp hết các chị ạ. Màu nào cũng đẹp. Quần em mặc là như set đấy. Cả set có 89.000 mà được cả cái quần mình mặc sướng đời. Tuyệt vời ông mặt trời. Đây em có màu vàng đây. Đấy, bộ cốt tông em sẽ có lên cho các chị luôn. Nhiều bộ cốt tông lắm. Toàn hàng đẹp. Đấy, các chị lấy màu vàng của em chưa? 29.000 đồng màu vàng này, xuất sắc chưa? Rồi màu cuối cùng là màu trắng nhá. Màu trắng thì nó là đuôi tôm. Màu trắng thì nó là đuôi tôm như thế này cho em. Đẹp xuất sắc các bác ơi. 29.000 đồng một áo, không ở đâu có giá này. Giá này là em đã trợ giá cho các chị rất nhiều đấy. Con áo này em nhờ vào 40 đấy. Em nhờ vào 40.000 đấy. Rồi lên quả áo VIP này cho em nhá cả nhà ơi. À con áo sơ mi này là mã gì em nhờ? Rồi lên quả áo VIP này cho em cả nhà ơi. Bộ đùi đấy, tối em mới lên. Bật mí, không bật mí được. Kim cơ không thể tiết lộ. Ok. Rồi, K122 hả em? Nào, lên con áo này cho em là K122 nhá. Sớt sai của chị bất. Đẹp chưa cả chị? Đẹp chưa ạ? Trời ơi, con áo này đổi trước nhá. Về trái hàng nhá, cổ phối bò này. Ơi, ôi, áo này các chị chốt đến cho em là 55 cân này. Comment cho em là K122. Hàng Quảng Châu bây giờ phục vụ giá bao tiền rồi nhỉ? Hôm trước là 101 đúng không?
Hôm nay còn mấy cái màu đen tặng nốt 79.000. Được chưa ạ? Hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng may nhái á. Con này nó đang bán là 598 nhân dân tệ. Em bùng bùng các chị bao tiền? Bằng cái số lẻ của nó thôi, 79.000 đồng. Ok chưa cả nhà? Comment cho em mã này là gì ạ? K122 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Trời ơi các chị ơi, 79.000 một áo này, siêu phẩm cả nhà ơi. Cái chất này, em ơi, cái tay của nó phối bò cho em nhá. Cái cổ phối bò này, tang mác này, cúc cho em này. Đấy, cái màu đen này thì các chị có thể kết hợp với quần màu nâu, quần gì đều ok. Và giá là 79.000 đồng cho em, đẹp chưa ạ? Rồi chị Trần Dương có, chị Mai Ly có, chị Hà Bùi có, chị Quốc Khánh có ạ. 79k một áo này cho em, đẹp từ trong ra ngoài. Các chị nhìn quả tang mác cho em đi. Giá bao tiền? 79.000 đồng con này nhá. Bao xinh, bao mềm, bao đẹp ạ. Comment cho em là K122, đẹp từ trong ra ngoài các chị nhá. Cho chị kéo sọc kem dấu chấm hỏi đấy. 79.000 đồng con áo này, đẹp quá. Trời ơi, cái màu em thấy đẹp không? Cái vải của nó đẹp lắm. Các chị nhìn cái vải này. Em ơi, cận cảnh luôn. 79.000 đồng nhá. K122 là có đơn cho em nhá. Áo em mặc là tặng 6 ạ. Đây, áo này em còn ít, em tặng các chị nốt này. A19 luôn nhỉ. Áo này lên cho em là A19 nhá. Em còn mấy cái em tặng các chị nốt 69.000 đồng. Đẹp lắm, áo sọc. Em có hồng nhá. Có hồng, có đen, có vàng ạ, có trắng ạ. Comment áo này cho em là A19 ạ. Em tặng các chị là 69.000 đồng ạ. Cho chị một mã bộ đi. A19 cho em nhá. 69.000 đồng A19 ạ. A19 em có hồng. A19 em sẽ có màu vàng và giá cho các chị là 69.000 đồng. A19 em sẽ có màu đen. Ok rồi các chị ơi, màu đen ạ, màu đen đây. Màu đen cho em này. A19 em sẽ có màu trắng ạ. 69k một áo phông như thế này. Chất vải mềm, đẹp, sướng. Trời ơi, comment cho em là A19 nhá. Dòng cho em là dòng chữ thêu. 69k một áo này. Đây là em giá em tặng nốt, giá vừa bán vừa tặng đấy. Vừa bán vừa tặng vừa chiên các chị luôn. Màu này chốt cho em là trắng này. Màu này chốt cho em là đen. Màu này mình chốt cho em là màu vàng nhá. Cả nhà ơi, màu vàng cho em. Đấy, màu nào cũng đẹp. Và màu này mình chốt cho em là màu hồng. Đợt này đang rất là ít phông nhá cả nhà, ít phông sọc ấy. Đây là các chị chốt nhanh ạ. Áo này từ 40 cân đến 65 cân em nhận đơn. Và giá được các chị là 69k một áo. Comment cho em là A19 và kèm số điện thoại. Form mềm, chất đẹp. Các chị ơi nhìn hàng này, trời ơi. Áo này đến 60 cân vừa cho em chứ ạ, 60 cân thoải mái. Áo em mặc sẽ là tặng 6 nhá, với giá là 29k. Lên cho chị bộ pin rồi. Và comment cho em sẽ là mã này là A19 cho em, màu hồng này. Áo này đến 60 cân vừa. Màu này chốt cho em là vàng, ok chưa ạ? Màu này chốt cho em là đen. Em có màu đen cả nhà này, 69.000 đồng màu đen. Đấy. Và màu này mình chốt cho em là màu trắng nhá. Vừa bán vừa tặng vừa chi ân, với giá là 69k một áo á. Comment cho em là A19 nhá. 69.000 quá rẻ đúng không? Rẻ sướng đời. Em lên cái bộ này nhá. Hôm qua cháy hàng bộ này luôn, không biết vì sao hay không biết là em bán rẻ quá hay sao ấy ạ. Sơ mi trắng ấy ạ. Sơ mi trắng thì thích dài tay hay cả ngắn tay? Thích dài hay thích cộc để em lên. Rồi lên quả bộ này cho em đi. Bộ bi, bộ này thì rất là xinh rồi. Em có hai màu là tím than và đỏ nhá. Bộ này em có hai màu là bi đỏ và bi tím. Bi tím than ấy. Màu tím than bên mà em nhỉ. Bộ này cho em thì đẹp nhất là các chị 55. Em thích mặc ở nhà những cái bộ tay cánh tiên ấy cả nhà. Cảm giác nó thứ nhất là nó cũng là lịch sự này. Nó mát này, mà cảm giác mình mặc lên nó rất là thoải mái. Mình mặc ở nhà mặc riêng cái áo này. Lên cho em là B78 nhá. Nguyên cả một bộ. Hôm qua em bán tặng khách có 69.000. B78, 69.000 một cái bộ bi. Bộ này đến 55 cân chốt đơn thoải mái cho em. 69k nhá. B78 em sẽ có bi đỏ. Và B78 em sẽ có bi than. 55-56 cân trở về là vô tư nhá. Chị nào lấy bộ này thì mình chốt em là B78 ạ. 69.000 đồng cho em, có bi đỏ bi than nhá. 55 cân trở về cho em bộ này, mát lịnh từ trong ra ngoài. Đây các chị ơi, mát cực kỳ là mát cho em nhá. Có hai màu cho em là bi đỏ và bi than. Chị nào lấy bi nào thì mình chốt bi đấy dùng em. B78 ạ. 69.000 một bộ thôi, quá rẻ. Quá sức rẻ luôn các chị ơi. Chất của nó mát lắm nhá. Bộ này không hề ngứa đâu, chất này không sặn, không ngứa, mặc rất là mát. 69.000 một bộ cho em như thế này. B78 hay B78 ạ, 69.000. Em có bi đỏ và bi than. Chị nào thích bi nào mình chốt bi đấy cho em. 69k nhá. Vừa bán vừa tặng vừa trên cho các chị bộ này đấy. 69.000 đồng. Em có màu bi đỏ và em có màu bi than. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Mặc ở nhà thì nó đơn giản, dễ mặc và chất của nó thì rất là đẹp. 69.000 đồng cho em nhá, có hai màu.
bác nào lấy bi đỏ thì chốt bi đỏ này, bác nào lấy bi than thì chốt bi than cho em, còn bi xanh thì cho nó nhanh. 69.000 đồng một bộ được chưa ạ? Form dễ mặc, quần của nó in xì như thế này cho em, có hai màu là đỏ và tím than. Rồi em nước mẫu luôn nhé cả nhà, đây cho chị cái bộ hoa này đi. B78 giúp em là được 69.000, quá rồi. Đây rồi, lên cái set này cho em nhé cả nhà. Cái quần của nó thì giống như quần em đang mặc được chưa ạ? Cái quần của nó thì giống như cái quần em đang mặc, nó khác nhau về màu áo thôi. Comment cho em set này là S37 nhá. Set này là S37 ạ. Em bán tặng cho chị set này 689.000, S37. Win một set như thế này. Đấy. Lên hộ em sẽ là S37 nhá. 89.000 S37. Quá đẹp luôn. Chị nào lấy set này lên hộ em sẽ là S37 nhá. 89k set này S37 ạ. Comment hộ em set này sẽ là S37, 89.000 đồng một set. S37 nhá. Chị nào lấy set này lên hộ em là S37. Đây, nguyên set đang mặc 89.000 đồng S37. Màu hoa này em thấy rất là lạ nhá. Cái quần của nó thì giống y cái quần này đang mặc rồi. S37 nhá, 89.000 đồng ạ. Rồi lên hộ em sẽ là S37 giúp em là có đơn 89k nha các chị ơi, set này. Xinh đúng không? Màu hoa em thấy cũng đẹp. Cái màu hoa nó lạ lạ một chút như thế này. Mềm mềm vải thì nó quá là mát luôn. Đấy, comment cho em là S37. Phục vụ các chị là 89.000 đồng một set này. Xinh nhỉ? Rẻ mà đẹp các chị ạ. Quá rẻ mà đẹp luôn. S37 cho em nhá, 89k. Tôi comment của em là S37 là có đơn 89.000 đồng cho em, xinh cực kỳ. Ơi chị con phong ken vô hổ đi. Đẹp quá. Đơn giản dễ mặc các chị ạ. Mềm. Con siêu phẩm này đây, cả một cục lên đây chị. Không, em không biết là con siêu phẩm này các chị chốt con này nhà em chưa, cho em nói thật là nó quá là đẹp các chị ơi. Lên áo này cho em nhá, A275. Áo này đẹp đến mức mà em nằm mơ em thấy em lên mã này. Có hôm nằm mơ cũng thấy mình livestream với chị. A275 áo này cho em, một cái bản áo nó rất là đẹp. Hàng này hàng 95 đấy. Đời trước là hàng 95 mà bây giờ xả nốt các chị có 59.000. Áo hàng đẹp nhá, 59.000. A275 và kèm màu em có xanh, có vàng, có đen, có trắng và có đỏ. Áo này các chị đến 62 cân mình chốt đơn cho em nhé cả nhà ơi. Toàn bộ là hàng cao cấp. Mà giá bao tiền ạ? 69.000 đồng. À đâu, 59.000. Ôi đất ơi. Comment cho em sẽ là A275 ạ. Một cái bản siêu cấp, hàng đẹp mà giá quá bình dân. Em có thật giá nó rẻ hơn là người ta bán hàng may cho các chị cơ. Mà cái hàng này lưu ý cho em nhé, toàn bộ là hàng Quảng Châu nhé. Và cái này cho em là theo kim sa. Ở chưa? Em phục vụ các chị là bao tiền? 59.000 đồng một áo á. Tất cả họa tiết là theo kim sa này. Em có màu đỏ này, màu trắng này. Màu này mình chốt cho em là A275 màu đen 59.000 ạ. Màu này mình chốt cho em là màu vàng nhá cả nhà ơi. Và các chị chốt cho em màu xanh lạ đời này. Trời ơi, 59.000 đồng. Toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp. Và mỗi một cái áo nó sẽ kèm như một cái tem. Và hàng của nó bọc giấy trong, bọc giấy ngoài. Nói chung là xuất sắc của áo này. 59.000 ạ. Form này các chị đến 62 cân vừa nhá. Đây, comment áo này cho em là A275. Đẹp tuyệt vời các bác ơi. Em bóc một cái áo cho các chị xem này. Nó nghiêm chỉnh lắm. Nó kèm cả giấy trong, giấy ngoài cơ. Nó xịn mà. Hàng này này, 109 này. Về các chị đã thấy ngay giá 109 đấy. Em phục vụ các chị nốt 59.000 đồng đấy. Đây, nó kèm cả giấy nhá. Có cả giấy trong nha các bác này. Bên trong về mở hàng ra, bên trong lại có cả giấy như thế này nữa. Bộ em mặc có một màu thôi mà em phục vụ các chị là bao tiền? 59.000 đồng. 59.000 một áo, giá rất là rẻ, đúng chưa? Trời ơi, mà chất của nó đẹp chứ các chị. Hàng này, toàn mát ở trong nhá. Đây, nó sẽ để hết 95% là cotton và 5% là poly đây. Có đầy đủ thông số như thế này. 59.000 đồng, A275 và kèm màu giúp em là có đâu. Cứ comment hộ em sẽ là A275 cho em nhá. Sang, mềm, mịn, mát. Chất co giãn cực kỳ, tại vì nó pha một chút poly ấy cả nhà. Nên là chất của nó có độ dai như thế này. Và em cùng với các chị là 59.000. A275 em có vàng nhá. A275 mình chốt cho em là xanh. Ok chưa các bác? Màu này chốt cho em là màu vàng. Bộ em mặc đến tầm 55-56 cân đến tầm 60 cân. Màu đen này, màu trắng này, màu đỏ nhá. Rồi em hạ mẫu luôn, mẫu này hết 59.000. Quá rẻ bèo. Ai, comment cho em là A275 và kèm màu kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. Ok cho các chị gái ơi. 59.000 nhá. Đây. Con này lên tặng nốt cho chị. Ui. Eo con này đẹp thế. Con này có một con chữ M, chị bảo em cầm ra chưa nhỉ? Ôi. Con này siêu phẩm luôn rồi. Nào con này em tặng nốt. A399 nhá. Con này thêm tí đá.
lá đấy mà thôi em tặng nó được các chị, con này giá rẻ. A399 ạ. Con Bitco của em này. Em ơi các chị ơi, xuất sắc chưa? Em tặng nó con này cho mọi người 69.000. Được chưa ạ? Xét dập ly 2 giây tối em mới lên. Những cái hàng em đăng thì tối em mới lên nhá. Ui các chị ơi, nổi da gà thật sự luôn các chị ơi. Mình nhận được áo phông rồi, chắc đẹp, màu đẹp. Em cảm ơn chị Hồng nhá. Trời ơi, A399 ạ, 69.000 đồng có 5 chiếc. Có 5 chiếc cho em thôi ạ. Trời ơi, không những chất đẹp mà màu lại còn đẹp đúng không các chị? Này, không phải màu que nhá, toàn màu đẹp thôi. Tại vì hàng này toàn màu xuẩn, hàng đẹp cho các chị thôi. A399 mà bây giờ các chị chốt đi. Em thấy phiên dịch bảo là bên Trung Quốc ấy, có hình như là 5 ca bị dương tính ở gần chợ đấy. Nên là nó đóng cửa chợ rồi. Bây giờ hàng hóa nó lại khan hàng lắm các chị ơi. Không phải là sẵn hàng như đời trước. Các chị biết là nếu mà mở chợ thì người ta nhà máy nó mới sản xuất hàng đúng không? Thì nó mới có nơi tiêu thụ chứ. Không mở chợ thì làm sao người ta mở sản xuất hàng được. Nên là tình trạng hàng bây giờ rất là khan rồi ấy. Thật sự luôn các chị. Đặt hàng mà còn phải đợi loài cả mắt. Ơi, comment cho em là A399 nhà ơi, đá nhá. Cái chỗ này là đá cho em này. Nó sáng các chị này. Em vừa bổ các chị nốt 69k nhá. Một màu duy nhất là trắng ạ. Con này các bác cứ chốt đến cho em là 60 cân. Chất này. Đấy, ok chưa? A399 em có từng mấy chiếc này. Em phục vụ nó các chị nhá, còn 2, 4, 7 chiếc đi. Phục vụ nó các chị với giá là 69.000 đồng. Chất mềm, đẹp, mát, mịn, sướng. Comment cho em là A399 nha. A399 vừa bán vừa tặng. Đây chị cái quần phim 152 không? Với cái bộ ngố calo đỏ đi. A399 của em là có đơn nhá. Em bán tặng các chị luôn là 69.000. Ok chưa? 69.000 đồng nha các chị ơi. Đấy là vừa bán vừa tặng rồi đấy. Giá tri ân nha các chị rồi đấy. Tôi lên quần shop này cho em nhá. Quần này thì em còn ít này. Quần sóc luôn. Ôi tối nay về thân sóc nó cả nhà đấy. Lên quần này cho em nhé cả nhà ơi. Lên cho em quần này sẽ là Q152. Em có màu đen và em sẽ có màu nâu. Comment hộ em sẽ là Q152 nhé. Kèm size kèm số điện thoại luôn giúp em. Em có từ size M ạ. Quần này hàng Quảng Châu nên nó bắt đầu từ size M. Từ size M đến size 2XL. Hết size M ạ. Thế thì quần này em còn từ size L, LXL, 2XL ạ. Quần này các chị từ 40 cân. Từ chốt đơn từ cho em là từ 45 cân nhá. Từ size L nó tương đương với size M của Việt Nam ấy. Từ size 45 cân đến các chị tầm 60 cân chốt đơn cho em 65.000 nốt chất lụa. Comment cho em là Q152 nhá, điện thoại chị đâu. Q152 và kèm size giúp em ạ. LXL, 2XL. Đấy, em có màu đen và em có màu nâu. Em phục vụ các chị với giá là 65.000. Q152 nhá. Chị nào lấy quần này chốt cho em là Q152 giúp em là có đơn. Với giá cho các chị là 65.000 à, SML nhá. À đâu, MLXL, 2XL. Ok chưa? Vừa bán vừa tặng các chị luôn là 65.000 đồng. 65.000. 65.000 đồng cho em nhá. Q152 và kèm size giúp em. Đấy không chị ạ? MLXL, 2XL. Chất này là chất lụa, chị nào mua cái quần sóc này em biết luôn, đúng không? Bác nào mà mua quần này là biết ngay form đẹp, chất đẹp này. À, form dáng của nó chuẩn chỉnh đẹp cho em như thế này. Em vừa buộc các chị nốt với giá là bao tiền? Với giá luôn là 65.000. Q152 quần sóc lụa nhá. Sóc này được cái mặc ở nhà nó mát, đường chỉ nó chắc chắn, có màu nâu và có màu đen. Chị nào lấy size nào mình chốt size đấy dùm em. Size M là dành cho bác nào tương đương với tầm 51 cân trở về này. L là 53 cân này, XL là 56 này. Và 2X là các chị tầm 60 cân mình trở về mình chốt đơn cho em nhá. Và giá cho các chị luôn là 65.000 đồng đi. Q152 cho chị váy không ở đây nhá. Này con này còn từng đây hay là còn nữa? Ô con này còn từng đấy. Sao con này em tặng các chị nốt nhá. A274. Các chị mua buổi chiều là nhiều sấy, buổi sấy lắm luôn ấy. Rồi A274 các chị ơi. Em tặng các chị nốt áo này giá tri ân các chị này. Trời ơi áo bô, áo có cổ như thế này, A274 nhá. Thôi còn mấy chiếc, em tặng các chị nốt áo này, khoan hỉ. Thôi tặng nốt 69.000. Đẹp, A274 nhá. Tri ân nốt 69.000 đồng A274 ạ. Comment hộ em là A2. Đây 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 đây. Ô, cái này còn 2 cái thì bán cái gì ta? 69.000 A274 giúp em còn 2 chiếc. 2 chiếc, 2 chiếc. Áo này còn nhiều nhỉ. Áo này em cũng còn ít đó chị ơi. Đẹp chưa? Áo này lên cho em sơ hội trị giá mất A405. Quá đẹp luôn. Em thích bán phông hiểu sao nhưng mà các chị có thích mua phông hay em bán phông nhiều quá. Bây giờ chuyển máy nhá. A405. 65.000 con áo này. A405. 65.000 ạ. Comment áo đen cho em là A405 nhá. Một màu trắng duy nhá. Và em phục vụ các chị là 65.000.
Em còn từng đây, còn 6 chiếc. A405 trong nhóm ấy, có anh Hùng ấy. A405 nhá các chị ơi, 65.000 à. A405. Comment nào này cho em là A405 nhá. Em phục vụ các chị 65.000 đồng thôi, 65.000 à. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sướng, một màu duy nhất, hàng của chơi cô. Hàng này bao hàng đẹp luôn, 40 cân đến tầm các chị đến cầm cho em là 65 cân mình chốt đơn áo này, 65.000 đồng hàng đẹp nhá. Hàng mát luôn các chị là xịn sò cho. Cái mát hàng của nó này. Đấy, A405 cho em là có đơn, em phục vụ các chị 65.000 nhá. 65k thôi, kèm số điện thoại cho em là được. Cái này cũng còn ít à. Cái này lên hộ em còn 2 chiếc bị bom à. Thôi em tặng các chị 30.000 này. Comment hộ em mã này là tặng váy 30k. Hoặc lên cho em mã này là tặng 30 đi, tặng 30. Áo da em mặc có bán á, tặng 30 các chị nhá. Comment hộ em sẽ là tặng 30, còn hai cái màu ghi em tặng các chị 30.000 váy không á. Comment hộ em là tặng 30 nhá. Cái này cổ là em nhá. Tặng 30, chất của nó là dòng co giãn như thế này, còn hai chiếc tặng nốt 30.000. Comment hộ em sẽ là tặng váy nhá. 30k. Kèm số điện thoại. Con này em cũng còn 2 chiếc thôi. Em mới search xem là B87 có phải cái váy này không. Tặng váy dùm em nhá, 30.000 à. Em còn mỗi màu ghi. Thôi. Con này có phải là B87 không em? Váy đẹp chưa cả nhà? Chị nào nhận váy này nhé em chưa? Con này còn ăn gì? Search xem chị B88 có đúng không? B88 ạ. À. Em tặng nốt 130. Còn 3 chiếc. Comment hộ em sẽ là V88 nhá. Em tặng với chị nốt 130. Toàn bộ là hàng cao cấp ở đằng sau này. Đằng sau của em nó sẽ là in hình như thế này. Được chưa chị? In hình rất là đẹp. Comment cho em là V88 á. V88 130. Bác nào lấy váy này thì lên cho em là V88 á. 130. 130.000 nhá. Em còn đúng 3 chiếc. V88 130. Hàng cao cấp. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Đấy, em có thấy chị Trang Phạm ạ. À, Khang Phạm ạ. Rồi V88 cho em đằng sau này. Chị nào mua váy này một câu là nghiện. Và váy này 65 cân vừa, 68 cân vừa, bầu mặc được, ai cũng bon cho em được. Gầy thì ok, thấp ok, cao ok nhá. Comment cho em là V88 130. Giá này là giá trợ giá cho các chị rất. Hàng này em đã sale nhá. Đã sale mới có giá này ấy, hàng đắt này. Hàng này sale về các chị nghiện ngay. Nghiện luôn. Nghiện luôn từ phút ban đầu. Rồi, lên váy này cho em ạ. Váy này thì quá sức đẹp rồi, ui. Ê chị ơi, con váy đỉnh luôn. V87. Em có hai màu là xanh và đen nhá. Comment váy này giúp em là V87. Em có hai màu là xanh và đen nhá cả nhà. Váy này thì các chị đến 65 cân vừa cho em. Ui chất nó mát lắm đó chị ơi. À mặc cả cái quần ở bên trong ấy. 130. Rất là xinh. Em có đen và em có xanh ạ, à, váy đẹp ạ. À. Comment cho em là V87, hàng Quảng Châu cao cấp ạ, à, 130.000 ạ. À. Trời ơi. Đẹp các chị nhỏ, đi cho em một đôi giày thể thao, mình có đi sao ạ? À? Mình có đi đâu nhỉ? Mình đi chơi này, mình ở nhà này, mình có thể đi thể dục các chị ơi, hoặc mình thỉnh thoảng mình đi cà phê với bạn bè nhẹ nhàng đúng không? Hoặc mình đi chơi. Nói chung là mặc thoải mái lắm, 130.000 chất vải đẹp quanh này dắt vô tư bảo hành các chị 2 năm. Được chưa ạ? Em có hai màu nhá. Hàng Quảng Châu thì cứ mạnh dạn mà chốt đơn thôi các chị ạ. Mình cứ chờ đợi là hết hàng. Tại vì cái này em sale là hết nhanh lắm. Ngày mai các chị lại hỏi không còn đâu. Đây, sót mấy cái bị hoàn về chứ. Cái hàng này bên em về rất nhiều, hết hàng luôn. Comment cho em là V87, 130. Váy này đến 65 cân vừa. Hôm nay mình ăn, trưa nay mình ăn gì ta? Mới học thế. V87 cho em nhá. Một trăm ba. V87. Comment cho em là V87 nhá. 130. Để các chị nhỉ. Hai màu cho em là xanh và đen. Đấy. Nó có cái tab ở đây. Xinh lắm. Chị nào lấy V87 thì chắc là V87 cho em nhá. Con đầu quá. 130. Bên hộ em là V87 nha. 130 tặng các chị nốt. Nên, à, em ơi còn mấy cái áo kia tặng nốt đi. Cái áo đá đấy. Áo đá ở dưới. Không, cái áo bên cạnh ấy. Đấy, cái chồng đấy. Ở đấy chồng đấy mang này chị. Cái chồng đấy chạy là
ông đưa cái chồng đấy này cũng đưa. Cái này là mới mà. Mới. Rồi lên áo này cho em nhá. Em có hồng này. Áo đỏ có vàng có kem. Rồi cái này còn mỗi màu một không. Sao rồi chị xem các bạn. Lên cái này cho em đi. Áo này em xả cho các chị nốt nhá. 59.000. Comment cho em là xả 59 đi. Em có hồng, có vàng, có đỏ, có kem này, có đen này, 59.000. À em có lên xếp bộ nhá. Xả 59 giúp em là có đơn ạ. Rồi, xả 59 cho chị bộ caro trước đi. Xả 59 nhá chị ơi, 59.000. Em xả nốt 59.000 đồng nhá. 59.000 con áo bô zip này luôn, 60 cân trở về. Em có hồng, có đen, mỗi màu còn đúng chiếc. Chị nào bấm nhanh thì được thôi. 59.000 là giá em tặng nốt này. Xả 59 và kèm số điện thoại luôn giúp em nhá. Đấy, 59.000 đồng. Comment của em sẽ là xả 59 và kèm số giúp em là có đơn. Chất của em là hàng chất bô zip, mặc rất là sướng, 59.000 đồng nhá. Comment cho em là xả 59 ạ. Bộ này có mẫu không? Rồi, bộ này lên hộ em nhá. Ủa ơi, bộ này. Chị nào mà nhận được cái bộ này nhà em chưa? B47. Ủa ơi. Cái áo logo mà theo con cá sấu em còn đấy. Lên cho em con này nha các chị ơi, bộ này. B47. Bộ này các chị đến 54 cân vừa nhá. B47. 69.000 một bộ B47 quần ngố á. Comment bộ này cho em là B47, 69.000 quần ngố. Em có màu đen và em có màu đỏ nhá. Đấy, tình yêu nào lấy bộ này chốt cho em là B47, 69k. 54 cân vừa. B47 cho em, bộ này mặc ở nhà đấy siêu mát. Em đang mặc 2 quần 2 áo luôn các chị. Em đang mặc 2 quần 2 áo luôn các chị ơi đây. Mà vẫn ok luôn bộ này, 54 cân trở về cho em nhá. Em có màu đỏ và em có màu đen, móc em ơi. B47 ạ, 69.000 một bộ luôn các chị ơi, 69k. Vải mềm, vải mát, bóc túi ra mặc luôn nha các chị đấy, không hề nhăn nhá. Riêng chất này không hề nhăn, quay máy giặt vô tư cho em. Chị nào mua bộ này nhà em chưa? Nhưng mà em có một bộ này mặc ở nhà này, thoải mái, ví dụ mình đi chợ này, mình mặc ở nhà nó thuận tiện đúng không? Bao tiền ạ? 69.000, quần ngố á, giá này giá mua được giá sale ấy. Chứ những cái hàng lụa như thế này người ta toàn bán ít nhất là đang bán mua là 90-100.000 rồi các bác ạ. A40 trắng, đúng rồi, màu trắng ấy chị ơi. Em có màu là đen và đỏ nhá, 69.000. 69k có túi. Em thích màu nào có túi không nha? Bộ nào có túi thỉnh thoảng buồn buồn ấy. Mình đã đút tay vào túi. Em có hai màu là màu đỏ và màu đỏ và màu đen. Màu caro đỏ và màu caro đen nhá. 69k một bộ đồ cho em như thế này. Các chị đến 54 cân. Quần ngố á, rất là tiện nhá, không phải sót, ngố này, thoải mái này, chất mát này. Không hề nóng ạ, mặc nhẹ mềm, mặc như tắm luôn, được chưa các chị? Mặc nhiều khi mặc nhẹ có như nói thật hơi phũ tí nhưng mặc như cả chuồng anh chị, mát mềm, mướt cực kỳ luôn. 69k một bộ đồ quần ngố ạ. Như em nhá, chị nào mà 1m62 trở lên, 1m60 thì mình đã sẽ là mình lên đây cho em. Đấy, nếu phải chốt đơn cho chị dồn đơn. Nếu phải chốt đơn là sao ạ? Nhà em khách được dồn trong vòng 1 ngày mà các chị. Tại vì hôm nào em đều là lan 2k thì các chị được dồn trong 1 ngày luôn mà. Tối mình dồn thêm. Đấy thì mình sẽ được dồn luôn. Rồi, comment cho em bộ này là B47 nhá, 69k bộ hàng công ty ấy chị ơi. Chắc đẹp lắm luôn. 69.000 em có màu caro đen và màu caro đỏ, mát, mềm mịn nhẹ, mặc như không mặc em à. 69.000 mà chắc nó không mỏng nhá. Mát xuống, em thấy những cái dòng này nó quá sướng rồi. 69.000 đồng quá rẻ. Comment cho em là B47. Ok cho các bác. 69.000 nhá, kèm màu giúp em. Hai màu là đen và đỏ ạ. Chị nào mà bây giờ dịch ở nhà ấy, nên cho em những cái bộ này. Thứ nhất là đẹp, vừa tiền, dễ mặc. 69k nhá. Máy này còn 2 chiếc rồi em. Máy này tặng các chị nốt, sớt rồi chị xem là B89 không. Máy caro này, còn 2 chiếc này, tặng các chị nốt 130, B89. B89 em 130 nhá. Comment cho em là V89 á, 130. V89 á, chốt nhanh hộ em sẽ là V89 nhá, 130.000 ạ. Lên hộ em là V89, 130, được chưa? Còn 2 chiếc, cho chị cái bộ đấy đi, B75. Rồi lên bộ này cho em nhá. Ui, hot hit luôn bộ này, đăng hàng thôi mà hết hàng á chị. B75, em có đen, có xanh này. B75 em sẽ có màu đỏ, B75 em có màu hồng. Bộ này các chị cứ chốt đến cho em là tầm 55 cân nhá. Giá là 115.000 một bộ. Comment bộ này cho em là B75. B75 em có đen nhá. B75 em có xanh này. B75 có đỏ này. B75 có hồng. Và bộ này các chị chốt đến tầm 55 cân.
55 cân mình chốt đơn bộ này là đẹp nhất. 115k, chất vải mềm mát mịn sướng cực kỳ. Comment cho em sẽ là gì ạ? B75, em có hồng nhá. B75 có màu đỏ cho em này. Màu xanh và màu đen để em giơ cái màu đỏ cho các chị xem này. Áo màu nào quần màu đấy, màu kẻ caro thì mặc nó trẻ. 115.000. Comment cho em là B75 nhá, kèm số điện thoại luôn giúp em. 115k. Chất vải mềm mát mịn sướng như thế này. Đây. Đẹp chưa các chị? Mặc đến đâu quần ôi nói chung mà đẹp lắm. Bộ này thì nó thiên về hướng tiểu thư. Nó tiểu thư một chút chút nhẹ nhàng các chị xinh nhá. Mà em bảo nhá, cái này em mua là em suy nghĩ trước rồi. Là mình về các chị. Mình về đúng không? Mình mặc đúng không? Mình có thể mặc cho em luôn cái áo này. Áo này mình có thể mặc rời. Mình kết hợp với chân váy mình mặc đi làm đúng không các chị? Mình mặc đi làm mình sơ vin với chân váy cũng xinh. Tại vì mình cái áo này nếu mà mình mua lẻ đi, nếu mà chỗ nào rẻ nhất 100.000 đi. Bây giờ cả bộ có 115 thì tính ra cái quần này các chị mua hết có 15.000 đúng không? Mà chất vải này nó mát chứ, mình mặc ở nhà cả bộ cũng được. Mà không thì mình mặc mình cái áo này cũng ok ấy. Áo này mình sơ vin với chân váy này không ai biết mình lấy áo từ bộ đâu. Em là hướng trước rồi. Đây có cả cúc cả khóa này. Cúc cho các chị như thế này. Ôi nó làm đầy đủ tiện nghi lắm. Giá cho các chị có 115.000 quá rẻ rồi các chị ơi. Đây 115.000 bộ này. Comment cho em là B75 giúp em là có đơn nhá. Em có màu đỏ này. Chốt cho em màu này là đen được chưa? Chốt cho em màu này là xanh. Chốt cho em màu này là màu hồng nhá. Rồi cái này móc vô em 115.000 quá hời đúng không các chị? B75 giúp em là được nhá. Cho chị bộ lụa em không? Bộ lụa kem không? Bộ lụa với cái bộ hoa ở bên cạnh chỗ cái dép đi. B75 giúp em là được. Đây, áo nhiều chị hỏi em áo sát lách. Áo sát lách hàng đắt. Chị 68 cân có áo sát lách nào vừa không? Đây, có áo này vừa. Áo sát lách 68 cân, áo này vừa cho em. Thoải mái. Đây còn ít này. À luôn xô cho các chị nốt áo này nhá. Áo sát lách. Form này 68, 70 cân vừa. Áo Quảng Châu. Đây, form to trả bá như thế này. Áo sát lách. Chắc đẹp đó. Áo này mình lên cho em sẽ là X11. X11 nhá. Bộ em mặc đấy ạ. Là B47. Bộ em mặc là B47. Rồi, cho chị cả bảo thì cho chị cả B45 nhá. Quần em mặc là như bộ ấy chị. 89.000 như bộ hoa kìa, F37 ấy. Rồi lên áo này cho em. Tự tin áo này thì chị nào 68 cân vẫn vừa. 68, 70 cân vẫn vừa áo sát anh cho em nhá. Ngay chị nhận mới 2 bộ đẹp chất mát. Em cảm ơn chị Lê Lê ạ. À, em cảm ơn chị Áo. Comment cho em áo này sẽ là X11. X11 dùm em là có đơn nhá. Các chị ơi, mát, mềm, mịn, sướng. Em có màu nâu, hàng của HZ. Thôi cái áo này còn ít nhá. Em tặng các chị nốt này. 105.000 đi. Có cả đen, có cả xanh như thế này. Đấy, comment cho em là X11 105 đi ạ. 105.000 một bộ nhá. Comment à, 105.000 một áo. Form đẹp, áo này 68 cân vừa ấy. Đấy, chị nào mà 68 cân thì chốt đơn thoải mái bộ áo này cho em. Nhiều chị hôm qua hỏi em. Em ơi, có mẫu sát lách nào mà chị 68 cân vừa không? Chị từ 60 cân trở lên thích mặc áo sát lách nhá. Tại vì mình mặc ở nhà cho nó thoải mái. Thì em bảo là ngày mai em mới lên được. Tại vì là đây, phải tìm được cái mẫu này mới lên cho cả nhà. Form đẹp, chất đẹp ạ. 105.000 đúng không? Áo này đợt trước của em là 130 nhé, bây giờ còn ít này. Thôi em tặng nó các chị 105 đi. Em nó mặc là nâu này. Màu này mình chốt cho em là xanh này. Có màu đen này. Và có màu nữa cho các chị là màu trắng nhé. Không thể thiếu đen và trắng rồi đúng không các chị? À chà, nó lộn cái áo đi à. Lộn một cái áo cọc tay. Để chị cái này mặc. Màu trắng đây. Và màu đen. Quần chip đi à. Rồi. Thì ơi lấy cho chị hai mã quần chip, một mã áo ngực nhá. Đây, màu trắng này. Và màu này nữa cho em là màu đen. Ok chưa? Comment cho em là X11 nhá. Hàng Quảng Châu đẹp mà không phải hàng may nhái đâu. 105.000 X11. Bác nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Ok cho các chị. Có cả màu đen như thế này nhá. 105.000 đồng một áo. Chất mềm, chất mát, sướng. Ai lấy thì mình comment cho em là X11 nhá. 105. Vừa bán vừa tặng vừa chia. Ok chưa? Anh ơi, ở nhà bà Nhung Bắc sẽ là có hàng chưa? X11 cho em là được. Em đem bộ này nhá. Bảo bà ấy mất qua nhà chị lấy đi. Không
ông bà ấy về sớm ấy. Lên bộ này cho em nha, B mấy em? 19. Lên bộ này cho em là B19, bộ lụa. Hôm nay em tặng hết đi bộ lụa này cho các chị. B19. B19 em bộ này nhá, bộ lụa. Chị nào mua bộ lụa này nha em chưa? Mua là biết là nghiện, là sướng cuộc đời, là mê ly luôn bộ lụa này. Tại vì sau em bán cho các chị rất là rẻ, quần lụa luôn. Đấy, lên bộ này cho em nhá, B19. Nói chung là cái quần nó y xì với form em đang mặc nên là em sẽ không cởi nhiều. Tại vì cái quần này là chất khác, còn cái này là chất khác nhưng mà form em làm y xì như thế. Form em đặt người ta là y xì như thế nhá cả nhà, đặt y xì không khác gì form nhau đâu. Nên là em sẽ không thay cái quần cái mã này. Chứ bộ này lên mặc lên vẫn cái form này đơn giản dễ mặc mà. B19 em đang mặc là màu đỏ này. Màu này là màu nâu đúng không? Màu này là màu nâu. Màu này là màu kem và màu này là màu trắng ạ. Em bán cho các chị giá siêu rẻ luôn, nguyên cả cái bộ lụa như thế này. Có 99.000 đồng thôi. 99k một bộ bằng người ta bán mình cái áo đấy. Áo này ngoài chợ đang bán buôn 90.000 cơ, chứ không phải cả set đâu. Set này họ đang bán buôn là 120. Đang bán buôn 120, em tặng các chị nguyên cả bộ như thế này bao tiền ạ? 99.000 cả set em đang mặc, được chưa các chị? Comment bộ này cho em là B19 ạ, 60 cân trở về cho em nhá. 120. 99.000 đồng B19. Chốt của em sẽ là B19 nhá. Em đang mặc là đỏ này. Màu này sẽ là màu nâu. Vải mềm mát cực kỳ. Màu này mình chốt cho em sẽ là màu gì? Màu kem. Màu này mình chốt cho em sẽ là màu trắng á. Giống nhau về quần, khác nhau về màu áo. Khác nhau về màu áo nhá. Chất lụa thì mềm, mát xịn xuống á. Mặc như không mặc, mặc như tắm luôn. B56 là mã bộ nào em nhỉ? Chốt cho chị xem B56 là mã nào. B19. Mã này lên cho em là B19 nhá. Em tặng các chị với giá rẻ, 99.000 một bộ. Mát mềm mịn sướng, cực kỳ là mát luôn. Sờ mát ơi là mát luôn, em còn nhá. Chị cứ comment là B56 thôi em là được. Mát lắm, bộ này thì rất xịn sò. Comment cho em là B56 thôi em, à B19 nhá. Rồi. I search cái tem là C16 lắm, hộp chiếc gen này. C36. Rồi lên quần gen này cho em nhá. Search hộ chị giá với C36 á. Lên hộ em quần này sẽ là C36 quần chip ren. 119.000 10 quần C36 ạ. Comment cho em là C36 nha. 119.000 10 quần. C36 hàng quần chip của Victoria. Form đẹp. 65 cân mình chốt đơn. Comment cho em là C36 ạ. C36 và kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 119.000 10 quần, quần chip ren. Có chị nào thích ren không? Ren thì các chị không thể bỏ qua mã này. Lưu ý cho em là dòng ren này là nó mềm, nó mát, nó nhẹ. Không phải dòng ren nó ngứa, nó rát rát không nhá. Ren này là ren mềm. Nếu mà còn ren mà chất nó cứng cứng đơ đơ là em không có lấy. Chất của nó thì rất là mềm và mát. 119.000 10 quần. Comment cho em sẽ là C36 ạ. À đâu, mấy quần nhỉ? 24. Thiếu không em? 10 quần nè. Khai đây có 2, 4, 7 thôi. C36 cho em nhé cả nhà. 119.000 10 quần. Nốt rõ cho chị là 10 quần đi. Lên hộ em sẽ là C36. Và phong này em chỉ chốt đến khách hàng 60 cân nha. Lưu ý cho em là chốt đến các chị 60 cân thôi. Chốt đến tầm cho em là 60 cân ạ. Chị nào mà thích mặc quần ren ấy. Ai quần ren thì mặc lên nó nhẹ, nó nhàng như thế này. Nhẹ nhàng, đấy. Dáng thì mặc lên đẹp nhá. 119.000 10 quần, thế tính là chưa đến 12.000 một quần. Quá rẻ, đúng không? Comment cho em là C16 các bác ơi. Sao nó lẫn vào cái quần này vô? Tí nào ấy ấy, lúc nào đóng đơn cho khách kiểm tra lại nhá. Cùng một loại ren thôi, sao nó lẫn một cái đấy vào? Comment cho em là C36 ạ. Ren rất là mềm, sướng. Nhớ cho em là lên mã và kèm số điện thoại nhá. Không lại quên nha các chị. Lên mã và kèm số em ơi. Thay cái hộp đi. C10 này. Cái này của một loại à? Đây, cái này cũng 10 quần. Mặc này lúc nào mới hết các chị. Rồi comment cho em mã này là C16 nhá. Cái này sẽ là phối một ít ren và quần lưới như thế này. Đây, chất của nó cao su này. Comment cho em là C16 ạ. 118.000 10 quần C16 ạ. 118 ạ, bộ em có luôn. Comment cho em là C16 nhá. 118.000 10 quần như thế này ạ. Chị nào lấy C16 mình chốt hộ em. 118.000 10 quần. Trời ơi.
Lên của em sẽ là C16 chị ơi, sướng đời cho. 118.010 quần. Lên đúng cú pháp cho em là C16 và kèm số điện thoại, các chị nhìn chất này. Mát cực kỳ luôn cho em nhá. Và cái này mình đến tầm cho em là 60 cân chốt đơn thôi. Tầm 60 cân mông yên tâm là cái này quần này gặp cao cho em nhá. Mông các chị đến bao nhiêu cũng ok này. Quay ngắn giặt vô tư. Bên trong chắc chắn sẽ có một miếng lót than hoạt tính rồi. Nói chung là đầy đủ hết. Comment của em sẽ là C16 giúp em là có đơn. 118.010 quần. Tình yêu nào đấy C16 mình chốt cho em nhá. 118.010 quần em ơi. 118.010 quần nha các bác ơi. Quá tuyệt vời. Hàng này còn nhiều em hay còn từng đây thôi. Hàng này em còn ít nhất X7. Lên hộ em áo này là X7 nhưng hàng nó đắt hơn. Áo ba lỗ ạ. Áo này đến 65 cân vừa. Chị nào mua áo này nhà em chưa? Được cái nó nặng ở chỗ là nó toàn đá đó chị ơi. Đây. Dòng nó là toàn đá sáng như pha lê như thế này cho em này. Comment áo này cho em là X7 nhá. Chất đẹp xịn sò luôn. X7 em có sọc đen. X7 em sẽ có màu đen. Ok chưa? Rồi áo này còn ít. Em tặng các chị nốt áo này cả nhà ơi. Giá rất là rẻ luôn. Rồi X7 cho em là có đơn nhá. Bây giờ chỉ cần mũi đen và sọc đen. Comment cho em là X7 và kèm số điện thoại áo này này. Mặc đến đâu co giãn đến đấy nhá. Em tặng các chị nốt đi. 115.000 đồng luôn đi. X7 115 đi. Em có màu sọc đen và em có đen. Chị nào lấy màu nào thì mình chốt em màu đấy. Sọc thì có sọc to, sọc bé, màu đen. Comment cho em là X7 nhá. 115.000. Toàn bộ là có cả đá cho các chị đấy. Cả đá các thứ luôn. 115 X7 ạ, hàng đắt. 65 cân vừa cho em áo này. Tàng mát xịn sò hàng của hãng đấy. Đá toàn bộ đá, trời ơi các chị này. Thôi lại để cho chị một con này chị mặc đi. Mùa hè bây giờ nhiều chị em nói thật, em ở nhà có mặc. Ngoài trừ lúc like toàn mặc áo. Tại bây giờ mặc áo sát nách rồi các chị, áo sát nách thôi. Rất thoải mái, mát, mềm nhẹ. Đây, có cả sọc bé này, sọc to này. Em hay kéo ngược chị mặc. Em hay kéo ngược chị mặc đi. Giờ lên nóng được chứ sao? Thì nhìn được không? Chị con này như thế là em bối rối á. X7 cho em nhá. Đẹp nhỉ? Hàng của nó này, trời ơi, đá chị. Cái quan trọng là nó đắt ở chỗ cái đá này thôi. Đây, mà cái chất của nó thôi. Ơi, quan trọng ở chỗ đây, được chưa các chị? 115.000 là em đã sale nhá. Hàng này của em 145 đấy. Còn mấy chiếc em sale nốt hàng cao cấp. Mát mềm mịn này, cho chị cái sọc này với cái đen đi. Bỏ máy làm luôn chị. Đẹp lắm, mà cái chất này nó mát kinh khủng khiếp các chị ạ. Mát sờ mi. Sướng mặc ở nhà thì quá là thoải mái. 65 cân vừa cho em. 115.000 nhá. Comment của em sẽ là X7 115. Sọc to, sọc bé, màu đen ok chưa ạ? Chị nào lấy X7 thì mình chốt là X7 cho em nhá. 115k ok thưa các bác ơi. Lên tiếp cái gì à? Lên áo ngực nhá. Thì lại lên áo ngực. Lấy cho chị đúng rồi. Thế thì em sẽ là lên áo ngực nha. Đẹp nhá, mát quá. Rồi lên áo ngực. Áo ngực này trước nhá. N33 đi. Chị nào lấy áo ngực này comment cho em là N33 và hãng của nó là CXG. Áo ngực này. Túi á chị, túi sách á. Em còn mấy cái túi lẻ lẻ thì chắc là ối lên tặng nốt, khoảng mai tặng nốt cho các chị cái túi lẻ lẻ đấy. Rồi comment cho em sẽ là N33 các chị nhá. Áo ngực thần thánh nhà em N33 34, 36 và 38 ạ. Áo ngực này chị nào mua chưa? Chị nào chưa mua thì nên mua. Còn chị nào mua rồi nếu đẹp cho em xin một feedback được không? Cái này phải nói là feedback luôn. Và các chị góp ý cho em xem con này có đẹp không? 34, 36, 38. Em cũng đang mặc luôn này. Em đang mặc ở trong luôn đấy. Mặc cái này nó nhẹ, nó sướng, nó mát. Cảm giác nó mút mồ hôi. Mà lúc phê nhất là mình đi tập với các chị, trời ơi, phê kinh khủng. 79k một cái. 34, 36, 38 tùy ngực nhá cả nhà. 34, 36 và 38 cho em ạ. Comment áo ngực này cho em sẽ là N33 và giá là 79.000. Có bàn tay nâng đỡ cho em này. Có bàn tay nâng đỡ này. Chất cao su non này. Hàng này hàng không gọng này. Ở chưa? Chất mềm, chất mát, sờ rất là sướng, mặc rất là yêu. Và cái này là dòng chất co giãn cho em nhá. Dòng cao su non nên là nó rất là thoải mái. Dây này, có tăng đơ điều chỉnh này. Co giãn thoải mái này, được chưa ạ? Giá luôn là 79.000 một cái. Có màu nâu, màu kem và màu đen. Comment áo ngực này cho em là N33 nhá. Kèm số điện thoại. Chị nào lấy N33 thì mình chốt là N33 cho em ạ. 79.000. Em có nâu, có kem, có đen. Và cái này sẽ là có cái phần này. Cái phần này dán vào ấy. Nó sẽ là dán vào đây để cho nó chắc cái áo ấy chị.
nó chắc chắn cái áo á, áo nam em còn nhưng mà còn hàng lẻ lẻ lại lên lắm luôn các chị. Comment cho em sẵn là N33 nhé, chắc trực cực kỳ cái áo này luôn. Cảm giác mình mặc nó nâng ngực mình lên nữa chị, nó không bị sệ ngực. Mà bên trong này, bên trong nó có những cái lỗ lỗ thông hơi ấy. Nói chung áo này mặc đẹp. Em cũng đang mặc này, em cảm giác nó ok, nó thoải mái. Tại vì là bán cái mẫu nào mình phải tự tin, đúng không các chị? Áo này mặc đẹp lắm, em cảm ơn chị Oanh Lê nhá. Đấy, đấy, chị nào mà nhận hàng cho em xin cái feedback nhá. Còn mũi sướng không? Đẹp mà. Đẹp, em nói đẹp với chị mà chất như thế nào em nói. Mềm mát, mặc form đẹp nhá. Đằng sau này, ôi có nhiều nấc lắm cả nhà ơi. Nó sẽ có 4 nấc cho các chị đấy. Đầy đủ 4 nấc như thế này. Tắt đi, comment cho em là N33. Không tên đúng không? Không tên tắt. Lại ship trẻ mà. N33 cho em là có đơn 69.000 N33. Em còn một loại nữa nhá cả nhà. Đây, N33 cho em. Đây là một loại à? Ờ, cho chị loại mới về. Cái loại mà có cái lỗ lỗ thông hơi. N33 cho em nhá. Men quen. Ông ơi, cái áo men quen này bọn em không dán tem ở đây à? Hay là chưa làm mã này? Nữa có loại này nữa, loại này rất là đắt hàng, rất là thích, khách rất là thích luôn, khách sỉ đặt bên em rất nhiều luôn loại này. Mã gì em ơi? N34 à? Lên áo ngực này cho em nhá, hôm trước chưa có màu ghi, hôm nay mới về thêm. Ui, lại nhìn đến quả áo ngực này lại sướng. Áo ngực này là chất của nó cũng rất là co giãn nha cả nhà, không gọng mà bây giờ không ai mặc có gọng nữa chị, đau lắm. Anh Hùng ơi, đi lấy cái đồ này em với. Vâng, em nghe ạ. Dạ. Vâng, anh đi đến đâu rồi anh? Anh đi đến đâu rồi? Vâng, anh đợi em một tí nhá. 3 phút em ra luôn nhá. Anh đợi em một tí, em gửi số anh này gọi lại cho anh nhá. Của em hết bao tiền đấy anh? Vâng vâng, ok anh. Anh gửi số tài khoản em chuyển khoản nhá. Vâng 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 vâng. Đi lấy cho em cái hàng này với. Thời tập gym. Anh ơi đi lấy đi, người ta đợi rồi, em gọi hộ em ấy. Rồi lên áo này cho em nhá. Sâu nào cũng có mặt. Rồi, N34 cho em các chị. Ở cái này hay ở chỗ là nó có thông hơi ấy. Cái này hay ở chỗ là cái áo này nó có thông hơi các chị này. Có thông hơi nhá cả nhà, có thông hơi như thế này. Đấy. Nó sẽ là có thông hơi cho các bác như thế này cho em. Đó. À, chị nhắn tin nhắn mà không thấy trả lời. Em còn sơ mi trắng M22, chị cần comment cho em là. Không thế, đi lấy hàng cái anh ấy gửi đồ cho em. Thì gọi anh ấy qua, anh ấy bỏ ở chỗ chợ này nhé. Các nhà khác ở trong cái truyền file ấy. Comment cho em là N34 nhá. Bộ chấm bi em có đăng đúng không? Bộ chấm bi đấy thì chưa. Bộ chấm bi đấy phải tầm đến tối em mới lên. Cái này thì em thấy mút của nó thì không dày bằng cái áo đang mặc, cái áo N33 ấy. Thì mút con này thì mỏng hơn một chút. Chắc con này thì tầm 1-2 đi. Con này chắc thì tầm 2 phân đến 2 phân 1 thì 2 phân 2 thì đấy thôi. Nó cũng không dày lắm. Comment cho em là N34 79.000. Nhưng mà được cái kéo này em thấy khách chị đặt nhiều ấy. Khách chị bán sốt đặt nhiều lắm, thật sự luôn. Giá rẻ mà chất của nó này. Đây nó sẽ có những cái lỗ này nhá, nên chị em mình mặc nó thông thoáng ấy, mặc mùa hè nó không bị bí, nó không bị ra mồ hôi các thứ á. Quần ngố chun em có nhá. Comment cho em là N34 ạ. Mà bên trong điều đặc biệt cái hay của nó là có cái thông hơi các chị. Có những cái lỗ li ti thông hơi như thế này này. Em mình mặc cảm giác nó rất là mát. Em có màu ghi nhá. Màu kem, màu đen và màu nâu và giá là 79.000 N34. Comment cho em sẽ là N34 và kèm số điện thoại luôn giúp em cho chị phong bằng kem ơi.
trong những cái phong màu xanh màu hồng ở lâu lắm rồi đấy. N34 giúp em. Áo này thì em thấy các chị đặt rất là nhiều và hàng này cao cấp lắm các chị ơi. Mỗi một cái áo nó kèm một cái tem như thế này. Ok bác Tani luôn. Em còn áo mà dây có chữ. À em có đúng, em đang mặc luôn. N33. Áo em đang mặc là N33 nhá. Trong cùng em mặc nhiều. N33 giúp em là được ạ. À. Áo dây đang mặc ở trong là N33, áo ngực đóng bằng trong là N33. Con này các chị nhìn quả tang này em thấy nghiện luôn, em nói thật. Em bán cái mẫu áo ngực nào là em tâm đắc luôn. Đấy, 34, 36, 38 chị ba size. Con chuẩn nhá, ví dụ bình thường em mặc 36 thì cái này vẫn là mặc 36 từ cái đợt trước đến đợt này, cái áo này vẫn mặc 36 thôi. Áo này nó sướng, ok chưa ạ? Comment cho em là N34 nhá. Rồi, áo này mã bao nhiêu em? Quá đẹp luôn. Nào áo này em tặng với chị mã này. A141 à? Lên áo này cho em nhá, A141. Em có xanh, có hồng, có trắng và có vàng. Mua lẻ một cái thì sẽ là 59.000. Còn các chị mua từ 2 cái em bán tặng mọi người luôn, tri ân 90.000 2 cái luôn, được chưa? A141 cho em nhá. Em có xanh, A141 em có trắng á, A141 em có hồng và A141 em sẽ có màu vàng. Mua lẻ một cái thì sẽ là 59.000, còn các chị mua từ 2 cái em tính mọi người 90.000 luôn. Thế tính ra là mình hời đúng không? Tính ra là có 45.000 một cái, còn nếu mà mình mua kia mình tự nhiên mình tiết kiệm ra được mười mấy nghìn, coi như là tiết kiệm được tiền ship luôn đúng không chị? Mua từ 2 cái. Kiểu gì mình phải chẳng mua từ 2 cái, được chưa ạ? Cái này các chị đừng đợi nhá, hết. Còn chỗ đây tầm mỗi 1 năm em lên luôn. A141 em có vàng này, màu này mình chốt cho em là hồng này. Màu này mình chốt cho em là màu trắng và màu em mặc sẽ là màu xanh. Mua lẻ một cái thì sẽ là 59.000. Còn các chị chốt đơn từ 2 cái thì sẽ là 90.000 2 cái phông này luôn. Phông này là hàng Quảng Châu cho em nhá. A141 và kèm màu giúp em là có đơn nữa chị ơi. Tùy các chị chọn màu, mình thích màu nào mình chọn màu đấy cho em, được chưa ạ? Và giá cho các chị luôn là 90.000 2 cái. Comment cho em là A141 giúp em. Tùy các chị chọn màu nhá. Em có xanh này, xanh em mặc là xanh ngọc có vàng này. Màu này là hồng này. Màu này là trắng này. Màu cái mã này thì mặc lên nó mềm ấy, nó mềm, nó nhẹ, nó mát. Và bán tặng các chị luôn với giá là 90.000 2 cái nhá. A141 luôn giúp em. Màu cũng đẹp, form đẹp, chất cũng rất là đẹp luôn. 90.000 2 cái. Đây, cho chị cái bộ ở trong cùng ấy. Bộ nâu nâu ấy. Bộ nâu nâu. Đấy. A141 cho em nhá. 90.000 2 cái, vừa rẻ vừa đẹp nhá. Bao xinh. Comment hộ em là A141 giúp em là được. 90.000 2 cái, vừa rẻ vừa đẹp. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Còn các chị mua lẻ một cái thì sẽ là 49.000. Còn nếu mà mọi người mua từ hai mua lẻ một cái là 59. Và mua từ hai cái cho em sẽ là 90.000 hai cái. Em thấy ngực đấy cũng được mà. Em cũng dặn có ngực này nhưng mà mặc lên thấy ok mà chứ không phải ngực. Cái quả của nó không bé đâu. Vừa vừa em thấy thế là ok. Các thêm từng size mà. Ví dụ như chị cầm cái size 34 thì nó sẽ khác cái quả của size 38, size 36. Ấy, các size từng size như thế. Em mà em rồi lên set này cho em nhé, S33. Set này em tặng các chị luôn, S33. S33 và kèm số điện thoại cho em set này. S33 rất là xinh, 89.000 một set S33. Comment set này cho em là S33 nhé, 89.000 đồng, 89k. Chị nào lấy set này thì mình chốt cho em là S33. Ôm không em? Áo ngực ôm không ý ạ? S33 em đang mặc ở trong đây, em thấy vừa mà không quá là ôm, nói chung là đẹp. 89.000 nhá, quần màu nâu. Đây rồi, em set này là S33, 89.000 một set ạ. Set này các chị chốt đến tầm cho em là 60 cân. 89k một set S33, chị nào lấy set này chốt cho em là S33 nhá. 89.000. S33 giúp em là có đơn ạ, màu nâu ạ. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy S33 thì mình chốt là S33 cho em nhá. 89.000 đồng S33, xinh lắm. Áo này, màu này, rất là xinh. Áo này mình mặc ở nhà, mình mặc đi chơi ok. Cả set này mình mặc ở nhà đi chơi thì ok. S33 giúp em là có đơn. 89.000 một bộ S33. Rất là xinh, em thích cái áo này. Rất là thích cái áo này luôn các chị ơi. Lên hộ em sẽ là S33 nhá. 89.000 đồng một set ạ. Bao xinh, bao đẹp luôn. Quần chó Mickey tối nay về. Có hàng rồi tối nay. Tối nay các chị nhá, tối nay cái đấy em đăng sẽ là tối nay em lên. Rồi, 89.000 đồng một set thôi ạ. Lên cho em này là S33 nhé cả nhà ơi. Rất là xinh, cho chị bộ Sài Gòn đi. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đây, cái bộ mẫu này nhé, cái bộ lên kia. S33, xinh nữa chị nhỉ, xinh lắm. 89.000 đồng. Comment cho em là S, à,
đây trên kệ em này, trên chỗ cái bờ mình chị đấy. Với chị kéo giấy 223 đi, tặng cho chị nốt đi. Của đấy nó gọn. S33 giúp em. Đây đây. Cho kéo giấy này. 89.000 một set. Set này có 10 set nữa hết rồi sao á? 10 set nữa là hết. Lên đồ em là S33 nhá. Áo giấy dưới kéo 2 giây đây này. Áo Lucky á, Lucky Baby á. Bộ em đang mặc là S33 đấy chị. Nhưng mà quần nâu nhá. Bộ em đang mặc là quần nâu. Bộ em đang mặc là quần nâu nhá. 89.000 S33. Comment hộ em là S33. Và tạ. Em mua về cho anh tập á. S33 cho em nhá. Thôi 89.000 đồng S33. Ok chưa các chị? Anh ơi. Anh ơi. Công nhắn. Anh ơi. Qua nhà Trang Chi á. Cái áo ở trong nhóm con đồ ấy. Để lấy đây chị đi để người hàng. Tất nhà đi qua hàng hết rồi. Còn mỗi nhà Trang Chi em chưa bán nữa. S33 anh xem nhá. Q69 là gì em? B69 đúng không chị? Q69 á. Xong rồi chị xem có mã quần Q69 á. Tối chị ạ. Quần đấy tối em mới lên. Rồi lên bộ Sài Gòn cho em nhá. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Bộ này em sẽ có size là size MLXL nhá cả nhà. MLXL 2X. Comment bộ Sài Gòn này cho em sẽ là B53 đúng không em? B53 giúp em bộ Sài Gòn nhá. Em tặng cho chị nốt với giá là 149.000 một bộ. Có từ size M là từ chị nào 40 cân. Từ 40 cân cho em đến các chị tầm cho em là 62 cân bộ Sài Gòn này. 149 ạ, quần ngố ạ. Bộ Sài Gòn em có đăng ở trên tường ấy. Comment bộ này cho em sẽ là B53 nhá, bộ Sài Gòn ạ. 149 ạ, B53 149.000 đồng một bộ. Ai lấy bộ Sài Gòn comment cho em là B53 nhá. Em sẽ có màu xanh này. B53 em sẽ có màu đen này. B53 có màu đỏ này. B53 có màu vàng. Giá đang bán của nó 280 đấy. Mà em tặng các chị có bao tiền? Có 149.000 bằng 1/2 người ta thôi. Lên áo này em không về thêm này. Áo này thì chịu không về thêm nhá. Cái dòng áo giấy này các chị này. A23 đúng không? Áo giấy này lên hộ em là A23 nhá. Còn hai màu là trắng và hồng. Em tặng các chị nốt áo này 35.000. 35k. Lên hộ em sẽ là A23 nhá. Em tặng các chị 35.000 đồng A23. Lên đúng hộ em là A23 và kèm số 35.000. Có trắng và có trắng và có hồng 35k nhá. Áo này lên hộ em sẽ là A23 hai màu đi. 35.000 đồng. Áo giấy này thì mát. Mát mềm nhẹ nhàng. 35.000. Comment cho em sẽ là A23 giúp em là có đơn nhá. 35.000 đồng. Hai màu cho em là vàng và hồng áo giấy này. Nó sẽ có tà nhẹ nhẹ một chút và nó sẽ là in chữ ở đây, xinh lắm. Áo này các chị chốt đến tầm 60 cân. Tầm 60 cân là mình chốt đơn thoải mái á. Comment cho em là A23 giúp em là có đơn nhá. Em tặng các chị với giá là bao tiền? 35k một áo. Trời ơi, áo này các chị mua bèo nhất ở ngoài shop là 60.000 đấy. Mua ra shop là 60.000. Em tặng các chị 35k nhá. Chất liệu của nó là chất làm mát đấy. Sờ nó mềm, nó nhẹ, nó mát, sướng cực kỳ. Comment cho em sẽ là A35 và A23. A23 và kèm màu. Em có màu trắng và em sẽ có màu hồng. 35.000 đồng. Chốt đơn từ hai cái thì càng tốt. Áo này các chị chốt mấy cái là tùy mọi người. Sao không thấy gọi điện chốt đơn quần cho chị Nguyễn Ngọc ạ? Cho em xin lại số nhé. Để em bảo bây giờ các bạn gọi luôn. A23 giúp em là có đơn. Em phục vụ các chị là 35.000. Mát mềm mịn nhẹ nhàng. A23. Chị nào lấy A23 thì mình chốt là A23 cho em nhé. 35.000. 35.000 đồng. Áo này có mẫu em hay là gấp rồi đây. Lên áo này hộ em nhé. Đây. Lên áo nam này. À quên, lên áo ba lỗ này hộ em này. Em có đen, có xanh, có vàng. Áo này chốt hộ em sẽ là A341. A341 nhé. A341 áo này 55.000. A341 áo sắt ấy. Có màu đen, màu rêu. Màu xanh. Xanh này là xanh lá. Màu xanh rêu, màu vàng, màu trắng ấy. A341 35.000 à, 55.000.
55.000 đồng nhá. Comment cho em là A341. Màu vàng, màu trắng nhá. Chị nào lấy áo này chốt hộ em là A341 nhá. 55.000. A341 giúp em là có đơn 55k. Vừa bán vừa tặng vừa chi âm. Mấy cái này gấp cái đầu nữa em. Chặn cái mõm nó lại. 55.000. A341. Mát, mềm, mịn, nhẹ nhàng. Được chưa? 55 cân trở về cho em áo này. Đấy, chất này là chất đũi mát ấy. Không phải chất làm mát đâu, chất đũi mát. Nó khác với chất này nào mặc, nó dày dặn hơn nhiều. Nó dày dặn hơn rất nhiều nhá. Cái này là chất đũi xước gì đấy. Không phải chất làm mát, chất làm mát là như em đang mặc này. Đấy, còn chất này nó sẽ là dày hơn, dày dặn hơn. Em có màu trắng nhá. Màu này mình chốt cho em là màu đen này, được chưa? Màu này mình chốt cho em là xanh, ok chưa? A341 ạ, giá là 55.000 một chiếc. Màu này mình chốt cho em là màu vàng. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh, giá là 55.000. Comment hộ em sẽ là A341 và kèm số điện thoại là có đơn. 55.000 đồng một áo, chất mềm, sướng nhá. 55.000 nhá. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy, cho chị áo sẵn em bực. Còn Lucky Lady, cái con Alexander Sennini. A341 và kèm màu cho em nhé chị ơi. Vàng, đuối như con cá chuối này nè. Màu vàng, màu xanh, màu đen, màu trắng á. Lên cho em là A341 nhá. Em bán tặng cho chị là 55.000. Chất mát, chất mát ơi là mát luôn, mát lịnh luôn, được chưa? 55.000 đồng A341. Tự nhiên lại kèm kem quá đi. Kèm biển ấy, kèm ra biển ấy. Về quê mình đi biển ấy. A93 các chị ơi. Lên áo này của em là A93 nhá. 49.000 này. Áo giống y xỉ cái áo dây nó mặc ấy. Nó y xỉ cái áo dây nó mặc, nhưng mà nó được cái nó thêu chữ ở đây. Có 49.000 đồng các chị A93. Y xỉ cái áo dây nó mặc ở trong nhá. Mà được cái nó bền các chị. Mà được cái này nó bền lắm. Tôi mà nó không bị lệch như này đâu. Cái này là dòng khác, nhưng mà y xỉ là cái mẫu em đang mặc như này. Tôi để em mặc cái này cho các chị xem. Hết màu đen. A93 cho em vào kèm màu nhá. A93 em sẽ có màu vàng các chị ơi. A93 em sẽ có màu kem. 49.000 đồng một áo ạ. Comment cho em là A93 giúp em là có đơn. Bán tặng các chị là 49.000. Và dòng này có thêu chữ nha. Có thêu chữ nha cả nhà. Đấy, màu kem này, màu xanh này. Lưu ý là lên mã và kèm số cho em nhá. Không có mã thì em không có đơn đâu ạ. Màu xanh cho em này. Đẹp chưa? 49.000 đồng. Comment hộ em sẽ là A93. Kèm màu giúp em nhá. Xanh này cũng đẹp. Các chị mặc ở nhà cho mát. Hết đen luôn. Áo này đang hết đen. Lên hộ em sẽ là A93 giúp em là được nhá. 49.000 và có theo chữ ở đây. Ôi mát lắm các chị ơi. Đẹp. Cái này mặc với quần ống sớ này, quần sóc này, quần cặp chun này. Ôi nói chung là quần nào nó mặc được. À, chị nào ngực, ví dụ chị nào gầy gầy muốn mặc cho nó béo thì mặc màu trắng đúng không? Màu trắng, màu vàng. Chị nào mà muốn gầy gầy một chút mình mặc thêm màu đen. Màu đen, màu xanh, màu kem gì đấy. 49.000 đồng nhá, chất co giãn nhá, 60 cân vừa nhá. Comment cho em là A93. Áo em đang mặc á. Có một màu em đang mặc thôi chị, có một màu đen thôi. Comment cho em là A93 nhá. A93 và kèm màu em có trắng này, ok chưa? A93 em sẽ có màu xanh, giá là 49.000. Cho chị áo trung niên em ơi, qua một đi. A93 cho em màu kem. Lấy 2-3 cái mà mặc các chị mùa đông cũng mặc được. Mùa đông mặc mình khoác áo khoác bên ngoài. Màu vàng, đấy, chất đẹp nhá. Hôm trước em mua lẻ cái áo này đã là 60.000 một sốc rồi đấy. Hôm về quê mua mặc đã là mua là 60.000 rồi. Comment hộ em là A93 là có đơn. Tôi lên áo này cả nhà ơi, áo trung niên. Áo trung niên cho em nhá, quà 1. Mã này cho em là quà 1 các chị nhá, quà 1 ạ. Chị nào lấy áo này lên cho em là quà 1. Cho chị một mã kiểu đi. Quà 1 cho em nhá, áo bi. Tôi, chị nào lấy áo này lên cho em là quà 1. Trời ơi, xinh luôn các chị. Áo trung niên này em xả nốt nhá. Đá các chị thấy sáng chưa? Sáng đúng không? Ra ngoài đường nó còn sáng hơn. Tại vì đây là em đang live ở trong nhà ấy. Đấy, mấy cái mẫu ngấp luôn đi. Đó. Ngấp luôn đi cho nó gọn mẫu đi. Áo sát ấy thì không cần mẫu đâu. Comment áo này cho em là quà 1, áo trung niên. Áo này em có size từ các cô là từ 40 cân. Từ 40 cân đến các cô đến tầm 80 cân cho em đều có size áo này. Cho chị con Miu Miu hôm qua nhé. Có từ 40 cân đến vứt lại đây. Từ 40 cân đến 80 cân. Áo này lên cho em là sẽ là quà 1 áo trung niên. Và em đang xả nốt là 69.000. 69k một áo trung niên đó chị. Em đang mặc là màu này là màu vàng.
áo trung niên này mình lên cho em là quà một nhá. Áo ba lỗ hồi nãy nhiều mã ba lỗ lắm chị. Màu này cho em là màu màu cam đi, 69K L đến 3XL đến các cô 80 cân. Và cái này mình chốt cho em là màu xanh ạ. Áo trung niên này lên cho em là quà 1 nhá, 69.000 đồng. Trời ơi, các chị mua cho mình rồi mua kèm cho mẹ, cho cô ấy, cho bà, cho bác một cái. Tại vì các cô mặc cái dòng này nó rất là mát cả nhà, hợp lứa tuổi. 69.000 áo trung niên. Áo này là hàng xuất đấy, nhưng mà bây giờ hàng xuất Nhật đấy các chị, bây giờ gọi là bây giờ tắc biên các thứ cả nhà, dịch bệnh ấy, nên là không xuất hàng đi được. Đây là sửa công ty nó nhờ em thanh lý ấy các chị ạ. 69.000 đồng lỗ vốn đấy. Hàng này được chưa, em đang bán là 95.000 là rẻ nhất rồi. Bán ra 95.000 là được mua giá sale lần 1 đấy. Còn đây là giá nó thanh lý, giá này chính xác hơn là thanh lý. Còn hôm trước là nó sale cho mình à, ví dụ như đơn đặt hàng của nó là mấy vạn cái, nó bị ế, nó sản xuất nhiều quá, dư tầm 1.000, 2.000 cái thì nó sale cho mình, đúng không các chị? Bây giờ là gọi là giá nó thanh lý cho mình. Thanh lý thì nó sẽ là không cần suy nghĩ đến vốn nữa. Thật sự luôn các chị, lỗ luôn đấy. 69k cả nhà ơi, chất mát mà cái dòng này nó không bị tràn lan ấy. Hoặc các chị ra shop cũng ít tìm được dòng này lắm, thật sự luôn. Tại vì dòng này là nó làm theo đơn đặt hàng, chứ không phải là nó sản xuất ồ ạt từng mẫu như thế, đúng không các chị? Comment cho em là quà một chất đẹp, các cô mặc rất là mát. Đằng sau cho em này, trời ơi, mát lịm luôn nhá. Mặc cái này thì rất là sướng mà nó lại có size LXL, 2X, 3X cho em có size mà. Hàng đơn đặt hàng thì chắc chắn là phải đều đủ có size rồi. Em đang mặc là màu cam nhá. À, đang mặc là vàng. Quà một màu vàng cho em này. Màu này mình chốt cho em sẽ là màu gì ạ? Màu cam. Giá là 69k. Quà một cho em màu xanh. Ok chưa các bác? 69.000 đồng một áo á, mua cho các cô thì quá hợp lý. Quà một cho em màu tím ạ. Đây, đá toàn bộ, các chị thấy sáng không? Đó, nó đang sáng lấp lánh như này. Đó, ra ngoài nó còn sáng hơn nhiều dưới ánh nắng mặt trời ấy. Rồi màu này mình chốt cho em là màu đỏ, hoặc buổi tối các chị dọn flash cho em. Sáng cực kỳ. 69.000 đồng cho em nhá. Rồi, lên cho em là quà một. Em có con áo này em chân cho các chị này. Chi ơn các chị con áo này. Rồi. A126. Lên áo này cho em là A126 nhá. Em chân các chị áo này 39k. Có màu nâu bò và có màu xanh rêu. A126 ạ. Sale với chị 39.000. Lên cho em áo này sẽ là A126 ạ. Em tặng các chị 39.000 đồng nhá. Áo này phong vừa, dành cho chị nào gầy gầy, mảnh mảnh, không thích mặc những cái áo mà phong rộng, 39.000 đồng. A126 vào kèm màu giúp em, 39.000. Lên hồi em áo này sẽ là A126 nhá. Vừa bán vừa tặng cho các chị là 39k một áo này. Chất của nó thì mát, co giãn thoải mái, áo này đến tầm 62 cân mình trước đâu. Ok chưa cả nhà? Comment áo này cho em là A126 ạ. Được chưa? Chất form ôm nhá. Form này là form ôm ạ, chị nào gầy xương xương từ 40 cân đến tầm 60 cân đều ok. 39k. A126 có nâu, A126 em có xanh, 39.000. Áo này mua được giá sale cho các chị này. Cái này sale thì thực ra là không có lãi nha chị ơi. Áo này em nhập vào đó là 45.000 đó. Đâu mà thôi, bán tặng các chị mã này 39.000 nhá. A126 phải có mã mã tri ân, phải có mã lỗ đúng không các chị? 39.000 đồng. Đây đồ em là A126 ạ. Em có màu nâu bò và em có màu xanh. Chị nào lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 39k, chất của nó ấy chị này. Trời ơi, nó mềm, nó nhẹ, nó mát đó chị ơi. Mát vô cùng, 39.000 đồng cho em một áo ạ. Chất đẹp, xuất sắc luôn. 39.000. Comment cho em là A126 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Em có hai màu là nâu và rêu. Cân vừa chị, thoải mái này. Form ôm đây là mặc, các chị mặc vào nó sẽ ôm nhá, không phải form ôm mà mình mặc lên nó rộng thùng thình đâu. Tại vì nó là có độ co giãn thì mặc lên nó sẽ là ôm ôm một chút. 39.000. A126 của em là có đơn, bán tặng, vừa bán và tặng các chị 39k. Em có màu nâu bò và em có màu xanh rêu. 39k nhá, chất mát ạ. Sờ lên rất là mịn, sờ lên rất là mịn và mặc lên rất là sướng. Comment cho em là A126 là được rồi. Em lên cái dòng áo này cho mọi người nhá. K18 à. Xót sai rồi chị ơi. Áo này, áo một cái áo kiểu rất là xinh. Hàng Quảng Châu cao cấp áo này. Đợt trước áo này dòng nhà em đang bán là 101, 102. Áo này em có size MLXL, 2XL. Size to nhất là các chị đến 65 cân nhá. Comment cho em là K18 này. K18 áo kiểu này cho em rất là xinh. Và em xả nốt cho các chị áo này.
áo này em có size ML, XL và 2XL. ML, XL, 2XL nha cả nhà. Áo này các chị cứ chốt cho em là mình từ 40 cân đến 62 cân là đều có size. Và em vừa bán vừa tặng cái áo này cho cả nhà với giá rất là rẻ các chị nhá. 79.000 đồng một áo này cho em, áo kiểu xinh ạ. Comment cho em mã này gì ạ? K18 cho em là có đơn và kèm size giúp em nhá. Em có size M, size L và size XL, có cả size 2XL nữa ạ. Rất rất là xinh cho em như thế này cả nhà ơi, rất là xinh. Em phục vụ các chị với giá bao tiền ạ? 79.000 đồng. Hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu thì nếu mà có size và mát của nó làm xịn sò như thế này cho em này. Comment áo này cho em sẽ là K18. Trời ơi áo này xinh lắm các chị ơi, nhìn quả tem này. Ai, hai tem luôn rồi, các chị biết hàng như thế nào này. Size số của nó sẽ để ở trong áo như thế này nhá. Đấy. Size M, ML, XL, 2XL. Size to nhất là các chị đến 60 cân mình chốt đơn, thậm chí là 62 cân. Em phục vụ các chị với giá là 79.000 đồng. Comment cho em là K18 cho em là có đơn nhá. Vừa bán vừa tặng vừa trên các chị là 79.000 đấy, chất vải mềm ấy. Mềm mát cực kỳ và tay của nó là dạng tay bèo cho em như thế này này. Tay bèo xinh vô cùng. Đấy, tay của nó lại có độ co giãn như thế này quá. Sóc bò em đăng nhá. Sóc bò mà dáng dài. Sóc bò mà dáng dài gọi là ngố đúng không chị? Ngố đúng không? Comment cho em là K18 nhá. Đấy, rất là xinh. 79.000 quá rẻ. Chị nào lấy K18 thì mình chốt cho em một bi á. Bi thì bao giờ nó không bao giờ nó bị lỗi mốt đâu. Comment cho em là K18 nhá. Kèm size giúp em. 79.000. À bộ kia còn ít em kìa. Cái bộ ngôi sao ấy. Bộ ngôi sao với bộ bên cạnh ấy. Cho chị lên cả bộ đáp đi. Đó. Bộ ngôi sao. Rồi. Ngôi sao này cũng còn ít. Cho chị cả bộ đáp nữa. Bộ ngôi sao này em còn ít này. Em tặng với chị mốt nhá. Đáp còn hai màu à? Trắng không? Ừ, lên bộ này cho em đi. Đẹp chưa các bác? Bộ này các chị sao? Thấy sao? Đẹp không? Xuất sắc đúng không? Lên bộ này cho em là B10. Lên bộ này cho em là B10 nhá. B10 nắng quá hay lú mà. Các chị ơi lên bộ váy sơn này cho em là B10 nhá. Em xả mốt các chị bộ này. Comment bộ này cho em là B10. Áo em mặc có bán 39.000. A126 chị có cả màu rêu nữa. Màu rêu nhạt. Bộ này mình lên cho em là B10 nhá. Em tặng cho chị nốt bộ này các chị ơi. Bộ này chắc chị còn size thì các chị đến tầm 57 cân thôi. 55 cân trở về cho em thôi. Chắc chị còn size đến 55 cân. Em có hai màu là màu xanh và màu hồng. Mà bộ này em tặng cho chị nốt 90.000. Bộ này hàng còn cho đẹp. Bộ này bộ gì? À B101. B101 ạ, 90.000. Em còn hai màu là hồng và tím. Thôi bộ này chốt đến tầm 50 cân thôi. Em chỉ còn size đến 50 cân nhá. B101 ạ, 90.000. B101. Em chỉ còn size đến các chị đến 50 cân thôi. Em có màu hồng và em có màu tím than. Còn size đến các chị đến 50 cân bộ số 9 ạ. Comment cho em là B101 giúp em và giá cho các chị là 90.000. Hàng Quảng Châu rất đẹp nhá. Em có hai màu là màu xanh. Màu xanh và màu của nó là màu hồng. Ok cho ạ, bộ váy sơn rất là sang. Nhìn nó rất là lạ đời đó chị. Lên đội em sẽ là B101. Em có màu xanh và em có màu hồng. Em tặng cho chị là 90.000 nhá. Cái này em chỉ còn size á. Có size đầy đủ hết mà ML. Nhưng mà em chỉ còn size đến các chị tầm 50 cân. 50 cân trở về trên là vừa bộ này thôi. Vừa bán vừa tặng cho chị luôn là 90.000 nhá. B101 ạ. Comment đội em là B101 giúp em nhá. 90k. Vừa bán vừa tặng luôn. Váy phông có mắc, có váy phông đá. Đây cho chị lên bộ đáp đi. Em lên bộ đáp nhá. Bộ này thì xuất sắc, bộ này còn ít lắm. B mà em B72, bộ đáp cao cấp cho em này. Bộ này ra shop mua 200 mấy. Toàn hàng đẹp nhá, phông to nhá. Không phải phông bé tí đâu. Phông bé tí thì may tiết kiệm vải. Ăn bớt vải thì phông nó thì lên giá thành nó rẻ, đúng không? Lên giá thành nó rẻ nhưng mà không bao giờ được cái chất này đâu ấy chị ơi. Form này đâu. Bộ này đến 65 cân vừa nhá. Comment cho em bộ này là B72. Em bán tặng bộ này cho các chị có 130 nhá, 139.000 thôi. Em có trắng nhá, có trắng, có đen và có xanh. Comment bộ này cho em là B72. Vừa bán vừa tặng các chị luôn với giá là 139.000. Bộ này các chị đến 65 cân vừa đấy. 65 cân vừa thoải mái cho em bộ này. Đấy. B72 giúp em nhá. Kèm số liên hệ luôn giúp em là có đơn. 139.000 một bộ Adidas đẹp như thế này. Đấy, bộ này chị nào cứ đi tham khảo đi, xem cái form to này.
bản cặp to như thế này họ đang bán là bao tiền? Ra shop mua biết ngay. Áo chống nắng nam đợt này em không về đâu. Nam đến lúc nó lẻ size lẻ số á, khó lắm. Các chị chỉ mua cho chồng ấy, toàn size bé. Lúc em còn toàn tồn lại ế, toàn size bé. Nên em chẳng muốn bán. Comment nào bộ này cho em nhá. Đây. Các chị mặc riêng cái áo nó cũng đẹp. Mình mặc riêng cái áo thôi nó cũng là chất chơi người rơi rồi. Thêm cả cái quần cạp rất là to mà bản cạp nó làm siêu dày nữa chứ. Comment bộ này cho em sẽ là B72. Em có xanh, có đen và có trắng á, 139k và bộ này các chị đến 65 cân vừa. Tắc mắc xịn luôn nhá. Đây. Comment cho em là B72. Chị nào lấy bộ này thì chốt cho em là B72 nhá. Chất xịn xò đẹp lắm luôn. Lên đúng hộ em là B72 là có đơn. Em tặng các chị luôn là 139k một bộ. Bộ này mình cứ chốt cho em là từ các chị từ 40 cân này đến tầm 65 cân cho em nhá. Hàng free size ấy, đơn giản dễ mặc. Và cái quần cho em là quần viền như thế này, đúng không? Cái này là dòng 3 sọc nhá. 3 sọc này á, hôm trước nếu mà bán riêng một quần nhưng mà chất của nó u mì á, em là bán những cái dòng này đã là tầm 6-70 nghìn một quần rồi, đúng không các chị? Mà nguyên cả cái bộ như thế này, form to nhá. Thấy thì chơi không? Em mặc lên 65 cân còn vừa mà. Không phải những cái form mình mặc lên nó bị ôm cái áo đâu. Không có một cái đúng quần này. Đây. Hồi chưa các chị? To chưa? 65 cân chốt đơn thoải mái cho em. Bao tiền ạ? 139.000, 140. Mà người ta bán cái hàng may bé tí nhưng mà form nhà em rất là to, tay kẻ viền này. Hàng hàng in nhá. Hàng này hàng in, nam nữ đều ok cho em nhưng mà miễn các anh dưới 60 cân. Con trai thì chắc mặc cái quần này nó hơi ngắn. Chỉ mặc được cái áo thôi. 139.000 bác. B72. Men trắng xanh. Em thấy năm nay màu xanh nhiều đấy, năm nay màu xanh hot đấy. Năm nay màu xanh hot. Tại vì màu trắng màu đen là quá truyền thống nhưng mà năm nay nó có màu mới màu xanh. Tại vì nó ra theo cái màu của iPhone ấy các chị. iPhone năm nay nó hot màu xanh đúng không? Đó, cái kiểu màu xanh xanh lục biếc gì đấy. Đặt cho chị cả cái bộ tay hến ấy, bộ lúc này chị mặc thử á. Cam ấy, có mẫu ở đây chưa? Comment cho em là B72 nhá. Em có trắng ạ, chất cốt tông đẹp lắm, có đen và có màu xanh. Này, cái bộ này. Em nghĩ các chị nhận cái bộ nhà em với chị choáng luôn vì sao này. Này. Nó dài như thế này cơ mà các chị. Này. Nó dài nó to như thế này. Đấy các bác thấy không? Cái bộ đồ nó phải ra dáng bộ đồ như thế nào. Phải bán giá như thế này đúng không? Không, cái bộ tay thế nào, cái bộ có màu cam ấy, cái quần váy ấy. Đây. Các chị thấy chưa? Nó phải như thế nào thì em mới bán giá này chứ. Bây giờ bán mà bây giờ làm ra cái bộ mà bây giờ mua đi cái bộ mà về bán 79.000, 89 cũng được. Nhưng mà chất nó xấu, phong nó bé. Mình mặc được mấy hôm nó dão hết hàng ra. Nhưng mà này các chị thấy không? Nhận được cái túi nó cũng sung sướng cuộc đời đúng không? Nhìn thấy cái túi là biết hàng như thế nào. À, phong to nhá, trả bá luôn nhá. Xanh em còn 6 bộ này. Bộ mỏng là 6 này, bộ này về nhiều mà còn có 6 bộ. Chốt nhanh hộ em nhá. B72 giúp em 139.000. Quá này. Xanh trắng đen 3 màu. Cứ lên hộ em là B72 phân to nhá. Bộ này chắc là góc mẫu luôn, hết hàng. Hết hàng bộ này. Ui lên bộ này các chị ơi, xinh. Bộ này mặc đẹp lắm. Lúc nãy em có mặc bộ này rồi, xinh ngất ngây. Em có mặc bộ này một bộ ở nhà. Cái quần ấy các chị mặc lên nó giống như chân váy ấy. Quần nhưng mà mặc lên nó xòe giống như chân váy. Bộ này cũng rất là hot. Hot thì nó có nhiều loại nha các chị. Loại 1, loại 2. B mà em B73. Rồi lên bộ này cho em là B73 luôn. Em có xanh, có đen, có ghi nhá. Ui bộ này đẹp các bác ạ. Mặc lên nhá, cái quần nó xòe nhá. Đẹp kinh khủng khiếp bộ này này. Cái tay này nhá, ví dụ như áo này nhá. Áo này mình kết hợp với quần cho em này. Mình kết hợp với quần sóc như em mặc cũng được. Đây, cái quần của nó đây. Khi các chị mặc lên là nó xòe y xì cái chân váy. Mà bộ này em bảo nhá, 62 cân thoải mái luôn bộ này. B73 bao tiền em nhỉ? 125 đúng không? Đẹp chưa? Cái quần nhá, nó xòe như cái chân váy luôn các bác ơi. Đẹp, chất đẹp. B73 em sẽ có màu xanh. 125.000. Trời ơi. Rẻ chưa? 125 B73 nhá. Màu ghi, màu xanh, màu đen. Đây, màu đen của nó đây. Ui, bộ này hot luôn. 125.000 thôi ạ. Cái quần nó xòe như chân váy. 40 cân đến 62 cân em chốt đơn cho các chị luôn. Nè. Quần nó xòe nhá, form to nhá. Không phải cái quần nó bé bé đâu, nhìn cái quần này, mặc lên nó giống như chân váy luôn. Đây. Xòe y xì cái chân váy ạ. Các bác thích sơ vin cũng được. Thích mặc thả thả như này cũng được. Mà mình về mình thích kết hợp kéo này với cái quần này cũng ok.
Nói chung là mặc đẹp. Có màu ghi, màu xanh, không hết cam. Bộ này em hết cam đấy chị Su ơi. Em hết cam rồi không về được. Hàng này về bây giờ về một chiều thôi, không về hai lần đâu. Ơi, B73 em có màu ghi này. B73 em có màu đen và B73 em có xanh, màu cam em hết hàng, không có về cam nhá. Hết cam rồi chị. Hết. Không còn bộ mẫu nào đấy. Em hết cam rồi, bây giờ chỉ còn 3 màu này thôi. Đây. B73 giúp em xinh nhá. Ôi bộ này mặc ở nhà nó mát các chị ạ, mát thoải mái. 125.000 một bộ nhưng mà nó đáng đồng tiền ấy. Mặc lên form nó đẹp chắc cũng sướng. Đấy, comment cho em đã là B73 nhá. Em có mẫu luôn. Cam hết hàng. Bây giờ em chỉ còn xanh. Còn xanh, còn đen, còn xanh, còn đen, còn ghi thôi. Em tiếp được các chị cái gì rồi nhỉ? Em thấy áo baby doll đi, cái phim baby, cái áo giấy bên cạnh áo baby doll luôn. Set bánh bèo nữa. Bánh bèo nữa là tối nay. Không, tối nay không có set bánh bèo, chỉ có áo bánh bèo thôi. Đẹp chưa? Em ơi, con áo baby doll xinh. Xuất sắc. Rồi lên áo này cho em nhá, K37 ạ. Áo này rất là xinh. Không. Áo này em còn ít lắm nha cả nhà ơi, K37 bao tiền em nhỉ? 109 à? 115.000 nhá. Comment áo này cho em sẽ là K, em mới đọc là K27 đúng không? K37 ạ. 115 xinh nha các chị. Em ơi xinh dã man luôn, áo này 2 size SM hàng đẹp. Hàng này nó buôn tầm 150 đấy mà đằng sau nhé em nhá. Hàng loại 1 nó phải có cúc này. Hàng loại 1 nó phải có cúc các chị này, có cúc ở đằng sau này, được chưa? Đằng sau nó có 3 cái cúc này, vải của nó 2 lớp này, tăng mắc hãng luôn này, được chưa? 115.000 K37 rồi. Con này các chị ơi. Xinh vô cùng con này luôn nhá. 2 size SM. S là các chị đến 53 và M là mình đến 55 56 cơ, mình chốt đơn cho em áo này. Ướm lên rồi đã xinh rồi các chị nhỉ. Comment cho em là K37 nhá. 115.000 ạ. Có duy nhất một màu mà em có 2 size SM hàng 2 lớp. Bên trong có một lớp lụa như thế này. Không biết là hàng loại 2 nó có làm cho các chị thêm một lớp nữa không, và không biết là ở đằng sau nó có khuy không. Nhưng mà chắc chắn hàng loại 1 nó phải nguyên mẫu của nó là như thế này. 115.000 K37. Đấy. Một cái màu hoa rất xinh, bánh bèo. Áo này chuẩn bánh bèo luôn. Về mặc cho em một cái quần short. Đấy, một cái quần short nữa là rất là xinh. Còn một cái chân váy nhẹ nhàng một chút đẹp nhỉ. Comment của em sẽ là K73 nhé. Tay có bơ chun. À K37 ạ. Giá cho các chị luôn là 115.000, 2 size SM. Đẹp quá, xuất sắc. Rồi chị con làm giấy đi. Lên con làm giấy này cho em nhá. A225 cho chị màu nâu mà. Lên áo giấy này cho em nhá. A225. Áo giấy này mẫu mới, chất mới luôn. A225 cho em áo này. Em bán tặng khách 69.000 đồng thôi ạ. A225. Chốt là em áo này sẽ là A225 giúp em nhá. 69k. Kèm số điện thoại luôn giúp em. 69.000 đồng. Áo này các chị đến 60 cân. Bộ xanh đấy em hết rồi đấy chị. A225 cho em nhá. Có màu kem này. Có màu vàng 69.000. Màu này mình chốt cho em là đen. Màu này mình chốt cho em là trắng. Chất này không phải chất cotton nhé cả nhà. Màu trắng này. Màu này mình chốt cho em là màu xanh. Đấy. Comment áo này cho em sẽ là A225. 69.000. Quá rẻ. Đẹp chưa các chị? 69.000 đồng A225 nhá. Em sẽ có màu vàng. Màu này chốt cho em là đen. Màu này chốt cho em là trắng. Màu này chốt cho em là xanh, xanh lá. Và màu em mặc sẽ là màu nâu đậm một chút. Nâu nhạt nhạt một chút đấy. Đấy, kiểu nâu cà phê ấy. 69.000 đồng một áo này. Comment của em sẽ là A225 nhá. Kèm số điện thoại luôn giúp em. 69.000. Trời ơi, em thấy màu nào xinh. Mà giá đưa ra được các chị rất là rẻ rồi ấy. Có theo logo ở đây cho em. Trời ơi, xinh cực kỳ mà có 69k áo này. Vải mát nhá. Vải này được cái là nó mềm ấy các chị, mặc nó mềm ấy. Nó mát. Cái này thì yên tâm cho em là không bị rão rồi ấy. Em bán đợt này là lần thứ 2 nhưng mà cái mẫu này mẫu khác.
Cái đèn này hôm trước có bán một cái cũng rất là đắt hàng luôn, 69.000 một áo á. Comment cho em là A225 giúp em là có đơn. Vừa bán vừa tặng vừa chân với chị là 69k nhá. Em sẽ có màu vàng, ok chưa ạ? Màu này mình chốt cho em là đen, màu này mình chốt cho em là trắng, màu này mình chốt cho em là xanh lá, và màu em sẽ là màu nâu. Màu nâu chỉ cần comment là nâu cho em thôi. 69k một áo này luôn, vừa rẻ vừa đẹp. Mà tay em bảo nhá, nó còn bắt như thế này cho cả nhà này. Trời ơi, kỹ cực kỳ và nó là thêu ở đây nữa. Rồi, 69.000 đồng. Lên đồ em sẽ là A225 giúp em ạ. 69k, đơn giản dễ mặc. Mình mặc cái này ở nhà, nói chung là thoải mái. 69.000 đồng nhá. Lên đồ em sẽ là A225 giúp em là được. Vừa bán vừa tặng cho các chị luôn là 69.000 đồng ạ. Bác nào thích màu nào mình chốt. Màu nào em thấy cũng đẹp ạ. Chất vải của nó mát, mềm mịn, sướng nhá. Sờ lên nó mặc nó mát, nó không bị nhám, nó không bị dai ấy. Cảm giác mình mặc lên nó rất là thoải mái. 62 cân thì mặc bị chật. Cái em chỉ bao có chị đến 59 cân trở về thôi. Tầm 59 cân chị nào cao ấy. Cao ở tầm 60 cân vẫn ok, mà thôi cứ tầm 59 cân đi. 59 cân mình chốt đơn cho em, nó cho mặc nó rất thoải mái nhá. 69k một áo ạ. A225 và kèm màu cho em là được. Em đọc lại màu nhá. Màu này chốt cho em là vàng này. Màu này mình chốt cho em là đen này. Màu này mình chốt cho em là trắng này. Màu này mình chốt cho em là màu xanh lá. Ok chưa? Chất của nó vải nó mềm, nó mịn, nó mát, nó nhẹ. Và bán tặng các chị luôn là 69.000 đồng. A225 kèm màu giúp em là có đơn nhá các chị nhá. Rồi 69k màu đáng này thôi, quá xinh, quá rẻ, quá đẹp rồi. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đấy. Ok chưa các bác? 69.000 đồng nhá. Vừa bán vừa tặng các chị nhá. Giá quá rẻ đấy, chị nào không mua lại tiếc. Không mua lại tiếc đấy, tháng này em hết nhá. Tối không có lên áo này nữa đâu. Áo mẫu luôn rồi, 69.000. Đẹp lắm, bác nào mà còn chần chừ có nên mua không ta, có nên mua không nhỉ, đẹp như thế mà rẻ như thế có nên mua không ta, cứ đắn đo suy nghĩ ạ. À, lúc hết hàng ấy em có cảm, em cảm ơn chị Yến Hải với em sao nhá. A225 và kèm màu giúp em rồi, 69.000. À, cho chị nhỉ? Con này còn nhiều không nhỉ? Nè, áo này một cái buồn đời ấy, là em không về được hàng áo này. Bây giờ bán chẳng biết chốt như thế nào. Áo này của nhà mình là mã bao nhiêu nhỉ? 69.000 này. Lên áo này cho em là A147 nhá, 69k đi. Em còn một cái màu kem, một cái màu hồng, một cái màu đỏ, 69.000. A147. Chốt được em áo này sẽ là A147 nhá. Em còn mỗi màu một cái. Mỗi màu một cái là hết các chị. 69.000 A147. Comment cho em là A147 nha. Màu đỏ cho em này. Ôi, áo này mặc sướng lắm. Màu kem và màu hồng, 69.000. Rồi lên đầu em sẽ là A147 nhá. Vừa bán vừa tặng cho chị luôn, 69k. Vẻ cho 69k áo này. Em có kem, có hồng và có màu đỏ ạ. Rồi 69.000 A147. Chất đẹp đó chị nhỉ. Và nó sẽ là có bu rong ở đây. Nó sẽ là theo logo Muji ở đây. 69.000 áo này em hết rồi. Hàng này không về được. Nên là đâm ra là không còn đủ màu ấy các chị. Hết màu rồi. Còn có mỗi màu một cái. Một cái. Rồi bây giờ cũng muộn rồi, em nghỉ nhá mọi người nhá. Em biết là các chị đang chốt rất là sung. Rồi thôi em nghỉ đây nhá cả chị. Để còn giữ để đứng sức để tối nay chị em mình lên đồ đẹp quá. Em nghỉ nhá mọi người nhá. Đồ big size tối nay em sẽ lên nhá. Em nghỉ nhá chị ơi. Bye bye mọi người. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Hẹn cho em mình vào tối nay. Chị nào mà muốn dồn đơn thì tối nay vào chọn thêm cho em nhá cả nhà. Bye bye. Em chào các chị nhá. Tối nay 8:10 nha các chị ơi. A147 em hết đấy, các chị đừng chốt như thế không còn đâu. Hay không còn hàng đâu, hết hàng rồi, còn mỗi màu một chiếc. Ngày mai chị nào được thì vui cho em nhá. Không được mình cũng vui nhá cả nhà. 69.000. Hết rồi, em con đấy em hết hàng đấy. Con đấy mà muốn thêm nữa thì phải đặt hàng. Mà đặt ít nhất là tầm 300 cái nữa thì thôi, cái đấy em dừng nhá. Hàng đấy bán cũng nhiều, cắt mẫu đi. Em nghĩ nhá mọi người, vẫn các chị đang còn xem. Thôi, tối nay các chị nhá, em bận.